Các truyện Hương Sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Phần 5. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Sư. Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Chương 39. Ai trúng kế ai? Tất cả nội trướng trong quân doanh Long Hiên đều đã tắt đèn, chỉ có một tòa nội trướng là đèn đuốc sáng trưng, phanh phanh, vài thanh âm thật nhỏ truyền ra, một thân ảnh ở nội trướng đang lục tung tất cả mọi nơi, cuối cùng vẻ mặt tối tăm ngồi ở đầu giường thở phì phò. Đáng giận, tìm khắp toàn bộ doanh trướng cũng không tìm được một quyển có liên quan đến kỳ môn độn giáp, Mạc quân này thật sự biết gì sao? Hừ, theo bộ dáng của y, nào có thể lợi hại như vậy? Ngọc Nhi ngồi ở đầu giường khinh thường tự nói. Đêm nay, nàng thừa dịp Mạc quân không có ở đây, đem nội trướng của y lục tung tìm kiếm, nhưng vẫn không phát hiện ra có thứ gì liên quan tới kỳ môn độn giáp, không khỏi hoài nghi, có cái gì đó rất thâm sâu, Mạc quân kia hình như biết được gì đó hội sao. Chủ tử cấp nhiệm vụ cho nàng trừ bỏ việc khiến cho uy tín của Mạc quân ở trong doanh giảm sút, mặt khác chính là điều tra rõ Mạc quân rốt cuộc đối với thiên can bát quái trận hiểu biết bao nhiêu, tuyệt không cho phép y làm hỏng kế hoạch của chủ tử. Nhưng trải qua nhiều ngày ở chung như vậy, nàng phát hiện Mạc quân này chưa từng xem qua bất cứ cuốn sách nào, cũng không nhắc tới thiên can bát quái trận, dường như căn bản là không biết chuyện kia, vậy lần trước y như thế nào có thể chỉ huy toàn quân Long Hiên từ trong trận an toàn lui lại. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, vài tiếng gọi làm Ngọc Nhi từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc đầu, nguyên lai là Mạc quân từ lúc đêm khuya ra ngoài đã trở lại, mà vừa nãy chính là y đang gọi nàng, lúc này vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, hừ, Ngụy quân tử. A, Mạc quân ca, ngươi rốt cục đã trở lại. Ngọc Nhi mặt âm trầm lập tức chuyển thành thập phần kinh hỉ, coi như thê tử rốt cục đã đợi được trượng phu bình an trở về. Ngọc Nhi, sao ngươi còn chưa ngủ a? Đang đợi ta sao? Ngạo quân nắm tay Ngọc Nhi, ôn nhu nói. Hừ, nàng vừa tiến vào liền phát hiện có người đang tìm kiếm vật gì đó của nàng, nàng ta rốt cục muốn tìm cái gì? May mắn thiên kiền, thiên không vẫn tùy thân mang theo, bằng không bị nàng tìm thấy liền thảm. Mạc quân ca không trở về, Ngọc Nhi ngủ không được. Quyến rũ, ai oán nũng nịu thổi vào trong tai Ngạo quân, thật đúng là tê dại a. Lần sau, nếu ta chưa trở về, ngươi nên ngủ sớm một chút biết không? Ngạo quân một bên lôi kéo Ngọc Nhi ngồi xuống giường, một bên nói, tay còn vô tình vuốt tay Ngọc Nhi. Ân. Ngọc Nhi thẹn thùng nghiêm mặt, vùi vào trong lòng Ngạo quân, nhẹ nhàng mà ứng thanh, trong lòng đến hèn mọn nói, rõ ràng là một sắc quỷ. Mỗi buổi tối còn cải trang giống như quân tử, nói cái gì trước khi thành thân, tuyệt không bính nàng, đây là tôn trọng đối với nàng, hừ, giả đứng đắn. Đã khuya rồi, Ngọc Nhi nên ngủ trước đi. Ngạo quân kinh đẩy Ngọc Nhi ra nói. Sau đó không hiểu sao lại giơ lên một chút ý cười, coi như đang nghĩ tới chuyện gì rất vui vẻ. Mạc quân ca, Nhĩ Hảo thực vui vẻ, có phải có chuyện vui gì hay không? Ngọc Nhi còn chưa muốn ngủ, mau nói cho Ngọc Nhi nghe đi. Ngọc Nhi thấy Ngạo quân cười như vậy, tò mò hỏi. Đêm nay Mạc quân nói đi có người hẹn ra ngoài gặp mặt, cũng chưa nói là ai, trở về liền vui vẻ như vậy, rốt cuộc người hẹn y ra ngoài là ai? Có chuyện gì đáng để người vốn lạnh lùng như y cười đến vui vẻ như vậy? Ngọc Nhi thật sự muốn biết. Nhưng là, Ngạo quân cau mày coi như khó có thể mở miệng, ấp a ấp úng. Không muốn kể chứ gì. Mạc quân ca không chịu nói cho ta biết cũng không sao, dù sao chính ngươi cũng tin lời nói của bọn hắn. Ta đến đây là để hại ngươi. Ngọc Nhi giả bộ sinh khí nằm xuống, xoay người đi không để ý tới Ngạo quân. Nàng kết luận Ngạo quân nhất định hội nói cho nàng biết. Quả nhiên, Ngạo quân thấy Ngọc Nhi không để ý tới nàng, lập tức hảo ngôn khuyên bảo nói, hảo Ngọc Nhi, đừng nóng giận, ta nói cho ngươi là được. Ngươi ta tuy hai mà một, ta sao lại tin lời nói của bọn hắn. Đếm 1, 2, 3, ngươi nhất định sẽ ngồi dậy. Ngạo quân trong lòng yên lặng đếm 1, 2, 3. Còn chưa đếm, Ngọc Nhi liền vẻ mặt cười cười ngồi dậy, ông Ngạo quân thanh âm thông dong nói, người ta không có sinh khí, người ta chính là đùa với ngươi mà thôi. Ngạo quân sủng nịch nhéo cái mũi nàng một cái, cười nói, ngươi tiểu đông tây này, ngoạn tốt như vậy, xem hôm nay ta rất cao hứng, không so đo với ngươi. Ha ha, ta biết Mạc quân ca tốt nhất, Mạc quân ca ngươi còn chưa nói cho ta biết là có chuyện gì. Ngọc Nhi cũng muốn cao hứng cao hứng. Ngọc Nhi A Du cười thúc giục nói, hảo hảo, đêm nay ta đi gặp một người rất trọng yếu, nếu không nhờ người kia,
trận chiến lần trước, ta không thể chỉ huy toàn quân Long Hiên an toàn rút khỏi cái trận pháp quỷ dị kia. Ngạo Quân vẻ mặt đắc ý cười, tay chậm rãi vỗ vào giữa ngực, dường như nơi đó có cái gì rất trọng yếu. Cái gì trận pháp quỷ dị? Ngọc Nhi vẻ mặt tò mò hỏi, thừa dịp cơ hội này, nàng muốn buộc Mạc Quân phải nói ra rốt cuộc y đối với thiên can bát quái trận hiểu biết bao nhiêu, về phần người trọng yếu kia, nàng cũng phải hảo hảo biết rõ. Này, Ngạo Quân gãi gãi đầu, đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng nói, kỳ thật ta cũng không biết đó là cái trận pháp gì, ta căn bản là không hiểu, là người kia nói phải giúp ta lập uy trong quân. Mạc Quân ca và người kia rất quen thuộc sao? Vì cái gì người kia lại giúp ngươi như vậy? Ngọc Nhi như một đứa trẻ tò mò, lại hỏi. Cũng không phải rất quen thuộc, thế giới này chính là như vậy, chỉ cần có lợi, cho dù người không biết cũng có thể trở thành bằng hữu, hắn giúp ta, cũng bởi vì có lợi cho mình mới giúp. Ngạo Quân giống như lão sư giải thích nghi hoặc, kiên nhẫn giảng giải. Lợi ích gì? Loại bỏ người hắn ghét nhất, người tối không vừa mắt. Ngạo Quân đột nhiên mặt lộ sát khí nói. Người nào? Là vương gia sao? Ngọc Nhi bất tri bất giác liền tiến vào cạm bẫy mà không tự biết. Ha ha, vương gia là hắn người hận nhất, nhưng trước mắt tối muốn giết không phải vương gia mà là thánh xích. Ngạo Quân hiếp mắt bí hiểm nói, rốt cục đã vào đề chính, xem ngươi còn không mắc câu. Thánh xích. Vừa nghe đến tên này, Ngọc Nhi thanh âm không tự giác đề cao, người kia muốn giết chủ tử. Ha ha, Ngọc Nhi nhất định không biết thánh xích là ai đâu. Ngạo Quân một bên hứng thú nhìn Ngọc Nhi khi nghe đến tên thánh xích này mặt nháy mắt thay đổi, một bên nhàn nhã nằm trên giường. Thánh xích là ai a? Mạc Quân ca mau nói cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi lôi kéo Ngạo Quân thúc giục nói. Không hổ là người thánh xích phái tới, nhanh như vậy đã phản ứng lại, ngươi đã vội vã nhập bẫy như vậy, Lăng Ngạo Quân ta cũng không lý do gì không cho ngươi tiến vào a. Thánh xích này chính là môn chủ thánh tiên môn của Long Hiên Hoàng Triều ta, người này giả tâm bừng bừng, thân là người Long Hiên, lại đi tương trợ Thương Liêu Quốc, chuyện này căn bản cũng không có gì, mỗi người đều có một chí hướng thôi. Muốn trách thì trách hắn quá mức kiêu ngạo, hoàn toàn không đặt người kia ở trong mắt, còn dám giấu giếm hắn, người kia nào có thể dung thứ cho hắn, nhưng trước mắt người nọ chưa muốn trở mặt với thánh xích, cho nên mượn ta hạ uy phong của thánh xích, đợi cho thánh xích không còn giá trị lợi dụng, sau đó mới giết hắn cũng không muộn a. Ngạo Quân nhiệt tình bố trí một con đường dẫn dụ nàng vào bẫy. Xem ra thân sống lâu ở trong môi trường đấu đá lẫn nhau, ngay cả nàng là người từ xưa tới nay không thích nói dối, hiện tại cũng là một bộ như vậy, quả thực chính là không chê vào đâu được, thiệt giả nan biện. Người kia là ai? Ngọc Nhi mặt lạnh lùng hỏi, một chút bộ dáng nữ tử thẹn thùng cũng không có, quả thực là đang thẩm vấn sao? Ngạo Quân cũng không để ý, cười cười nói, người này thôi. Bí mật, cố ý kéo âm đuôi thật dài, làm cho Ngọc Nhi tâm càng lúc càng cao, đến khi tối cao điểm, đúng là hai chữ, bí mật, tức giận đến Ngọc Nhi thật muốn giết người trước mắt này. Ý thức được mình lơ đãng tiết lộ sát ý, Ngọc Nhi cuống quyết nhìn về phía Ngạo Quân, thấy y căn bản không hề có cảnh giác, mới yên lòng, thật là, y là một thư sinh văn nhược không có võ công, nào có thể phản ứng sâu sắc như vậy, thật sự là quá khẩn trương. Không được, hôm nay nhất định phải biết người kia là ai. Ngọc Nhi cả người đều đi đến trên người Ngạo Quân, nhéo xoay thắt lưng, không ngừng mà cọ sát Ngạo Quân, thanh âm mị hoặc nói, Mạc Quân ca, ngươi liền nói cho Ngọc Nhi đi. Ngọc Nhi thật sự rất muốn biết, Mạc Quân ca. Trình diễn đến lúc này, cũng không sai biệt lắm. Ngạo Quân đem Ngọc Nhi ôm lấy, lại vô lực nói, Ngọc Nhi, ngoan, hôm nay ta thật sự quá mệt mỏi, Mạc Quân ca hiện tại thực buồn ngủ, ngày mai rồi nói sau. Nói xong đã đem ánh mắt nhắm lại, hô hấp cũng càng ngày càng đều, cực kỳ giống như người cực buồn ngủ mà ngủ say đi, nói nhiều, ngược lại làm người ta không tin, nói một nửa, lưu một nửa, mới khiến cho người ta tin tưởng, cũng tối dẫn người suy nghĩ sâu xa, nhất là khi ấn mình nằm trong phương diện suy nghĩ sâu xa đó, điểm ấy Ngạo Quân biết rõ, trí tuệ cao siêu của thế kỷ 21 cũng không phải là đồ bỏ. Mạc Quân ca không được ngủ, mau dậy đi. Ngọc Nhi ngăn thanh âm hô to, không ngừng lôi kéo Ngạo Quân, không điều tra ra người kia, làm sao bẩm báo với chủ tử. Nhưng Ngạo Quân lại giống như con lợn chết, mặc kệ Ngọc Nhi kêu như thế nào, nửa điểm phản ứng đều không có, so với tử thi không sai biệt lắm. Hừ, có thể ngủ như vậy, đúng là heo. Rốt cục Ngọc Nhi cũng buông tha, thở phì phò ngồi ở bên cạnh Ngạo Quân, khinh thường hướng về phía Ngạo Quân nói. Nhìn bộ dáng ngủ say của y, Ngọc Nhi nổi lên sát ý, người như vậy, dựa vào cái gì được người nọ chú ý, vì cái gì nàng làm nhiều như vậy, làm cho tất cả mọi người đều chán ghét Mạc Quân,
nhưng không cách nào làm cho người nọ chán ghét y, không thể khiến cho người nọ đem tất cả thâm tình nhìn chăm chú từ trên người Mạc Quân chuyển qua trên người nàng. Nàng có cái gì kém Mạc Quân? Huống chi nàng là nữ nhân chân chính, mà Mạc Quân lại là nam tử phong lưu háo sắc, vì cái gì đường đường là chiến thần lại thích nam nhân? Nàng vẫn không rõ, rõ ràng Mạc Quân bộ dạng tuấn mỹ như thế, nàng vì cái gì lại đối với y phản cảm như vậy, chán ghét như vậy, không có một chút thống khoái. Khi nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Cẩn Hiên nhìn Mạc Quân, tràn ngập thâm tình, bất đắc dĩ, thống khổ, giãy giụa, nàng mới hiểu được, nguyên nhân chính là Âu Dương Cẩn Hiên cho tới nay vẫn luôn yêu thầm Mạc Quân, làm nàng ghen tị, khiến cho nàng tức giận. Âu Dương Cẩn Hiên hẳn là của nàng, 3 năm trước, trong một lần lúc vô tình gặp được hắn. Lòng của nàng đã hãm sâu, nhưng hắn lại bị người nam không ra nam, nữ không ra nữ này mê hoặc, điều này khiến nàng thật sự tức giận. Chỉ cần giết Mạc Quân, Âu Dương Cẩn Hiên sẽ là của nàng, thâm tình của hắn sẽ chỉ thuộc về nàng. Suy nghĩ này vừa hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Ngạo Quân lập tức tràn ngập phẫn hận sát ý, hận không thể đem người nào đó đang ngủ say bầm thây vạn đoạn, rất nhanh giơ lên hữu chưởng, hướng cái trán của Ngạo Quân đánh tới. Ngay khi sắp đánh trúng, lời nói âm trầm của Thánh Xích liền nhảy lên trong đầu nàng, người tự chủ trương, bổn tọa tuyệt đối sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Chủ tử không cho nàng giết Mạc Quân, nàng không thể một mình hành động, nếu không hậu quả nàng tuyệt đối không thể đảm nhận, coi như Mạc Quân ngươi may mắn. Ngọc Nhi chỉ phải hung hăng buông tay xuống, khóe mắt lại thoáng nhìn tay Ngạo Quân từ nãy tới giờ vẫn đều đặt tại kia, nhớ tới khi y nhắc tới người kia, vô ý vỗ vỗ trong lòng một chút, chẳng lẽ trong lòng có cái gì, mà vật nọ lại có liên quan tới người kia. Nhẹ nhàng cầm tay Ngạo Quân mở ra, thật cẩn thận đem vật trong lòng Ngạo Quân đem ra. Vừa thấy vật nọ, Ngọc Nhi bất giác cả kinh, đó là ngọc bội hình lang đồ đằng chỉ có hoàng tộc Thương Liêu mới có, Mạc Quân thân là quân sư Long Hiên hoàng triều đối địch với Thương Liêu, như thế nào lại có vật này? Chẳng lẽ theo như lời y người nọ là người hoàng tộc Thương Liêu, mà thứ này là người nọ cấp cho y? Xem ra nên nhanh bẩm báo chủ tử nhất định biết chủ nhân ngọc bội này là ai. Mạc Quân tuy rằng ngủ giống như tử thi, nhưng khó có thể nói y sẽ không đột nhiên tỉnh lại, vì an toàn, Ngọc Nhi từ trong lòng lấy ra mê hương, thổi vào mặt Ngạo Quân một cái, thấy Ngạo Quân thật sự lâm vào hôn mê, thế này mới đứng dậy, cầm ngọc bội hướng trướng ngoại phi thân mà đi. Ngọc Nhi vừa ly khai, Ngạo Quân vốn nên mê mang lại đột nhiên mở mắt, hoắt mắt một cái ngồi xuống, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Muốn dùng mỹ nhân kế với ta, ha ha. Thật sự là ngượng ngùng, bản thân ta là nữ nhân hàng thật giá thật, hơn nữa không có mê dê L, Thánh Xích, chúng ta đến xem mỹ nhân kế của ngươi lợi hại, hay là kế phản gián của ta lợi hại, nhìn xem ai trúng ai kế. Ngạo Quân cười lạnh lẩm bẩm, Gia Luật Ưng thật sự là giúp nàng một cái đại ân, Thánh Xích nhất định hội nhận ra ngọc bội kia, kế tiếp sẽ tìm ra gian tế Thương Liêu giấu ở trong quân. Trên giường lớn hoa lệ không ngừng mà truyền ra tiếng rên rỉ vui thích của nữ tử, còn có tiếng thở dốc của nam tử, giường không ngừng rung động, nhìn vào là biết tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào. Hoang ái qua đi, nữ tử vô lực dựa vào trong ngực dày rộng của nam tử mặt mang mặt nạ sắt, mặt không chút thay đổi đỉnh phía trên. Hồi lâu, nam nhân đem nữ tử trên người đẩy ra, thanh âm vô tình mới nói, ngươi nói đều là thật sự. Nữ tử lập tức bò xuống giường, lấy quần áo giúp nam nhân mặc vào, chính mình cũng mặc một bộ sa y mỏng, không khác mấy so với khi không mặc, sau đó quỳ gối bên giường, hơi thở tận lực ổn định nói, dạ, đây là Mạc Quân chính miệng nói, còn có khối ngọc bội này, là xích ngọc thừa dịp y ngủ thật say, từ trong lòng y lấy được, hẳn là của người y nói. Nói xong, cầm trong tay ngọc bội dâng lên. Đúng vậy, nữ tử kia chính là Ngọc Nhi Thánh Xích phái đến bên người Ngạo Quân, cũng chính là xích ngọc, mà nam tử mang mặt nạ kia không cần phải nói cũng biết nhất định là Thánh Xích. Thánh Xích tiếp nhận ngọc bội, biến sắc, cả giận nói, Gia Luật Ưng, người kia dĩ nhiên là Gia Luật Ưng. Gia Luật Ưng. Chủ tử nói xong khối ngọc là của Gia Luật Thái Tử. Xích ngọc kinh ngạc hỏi, như thế nào có thể là Gia Luật Ưng? Hắn và chủ tử không phải là minh hữu sao? Nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại, như thế nào lại liên hợp với Mạc Quân đối phó chủ tử? Thánh Xích hừ lạnh nói, hừ, bổn tọa sẽ không nhận lầm, khối ngọc bội này là vật tùy thân của Gia Luật Ưng, bổn tọa chính mắt thấy qua. Gia Luật Ưng và Mạc Quân không phải là địch nhân sao? Như thế nào lại cùng một chỗ đâu? Xích Ngọc nghi hoặc nói. Mạc Quân nói đúng, chỉ cần có lợi, cho dù người không biết cũng có thể trở thành bằng hữu, đồng dạng địch nhân cũng có khả năng trở thành bằng hữu. Bổn tọa và Gia Luật Ưng vốn đều vì lợi ích cá nhân mới kết thành minh hữu, sớm muộn gì cũng sẽ vì lợi ích đó mà trở thành địch nhân, chính là không thể ngờ Gia Luật Ưng nhanh như vậy đã xuống tay với bổn tọa.
Hánh Xích thanh âm bình tĩnh nói, tức giận một chưởng đánh tới cái bàn kiên cố lập tức vang lên một tiếng rồi ngã gục, nga, không, là tan xương nát thịt. Hảo dọa người a. Xích Ngọc quỳ trên mặt đất thật rắn chắc rùng mình một cái, chủ tử trước giờ đều hỉ nộ vô thường, một khi mất hứng, chính mình ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Chủ tử, này có thể hay không? Là Âu Dương Cẩn Hiên vì ly gián ngươi cùng Gia Luật Ưng mà cho Mạc Quân cố ý truyền ra tin tức như vậy. Xích Ngọc đột nhiên nghĩ tới khả năng này, không suy nghĩ đã nói ra, lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, chủ tử đang nổi nóng, nói như vậy, không phải đem mình thành vật hy sinh sao? Chính là, khả năng này cũng không phải không có, Mạc Quân đã trúng mỹ nhân kế của nàng, hoàn toàn bị nàng khống chế, điểm ấy là có thể khẳng định, nhưng thông minh như Âu Dương Cẩn Hiên, nắm rõ, nói không chừng đã nhìn ra cái gì, cho nên lợi dụng Mạc Quân, đem tin tức này truyền ra. Quả nhiên, Thánh Xích vừa nghe lời này, y bào vung lên, Xích Ngọc lập tức theo bay lên, nặng nề mà đụng vào đầu giường, ói ra một miếng máu to, không đợi nàng phản ứng, Thánh Xích đã bước tới, nửa ngồi xổm trước mặt nàng, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ máu trên miệng nàng, mà Xích Ngọc động cũng không dám động, cứ để Thánh Xích làm bậy. A, Xích Ngọc đau hô một tiếng, cầm bị Thánh Xích hung hăng nắm, xuống tay nặng như là muốn đem cầm của nàng bóp nát. Nhớ kỹ, không cần ở thời điểm bổn tọa tức giận, tự cho là thông minh. Thánh Xích mắt lộ hàn quang nói. Dạ dạ. Xích Ngọc quá phận, Xích Ngọc cũng không dám nữa. Xích Ngọc chịu đựng đau, sắc mặt tái nhợt nói. Hừ, ngươi nói khả năng này, bổn tọa cũng có nghĩ qua, bất quá, không có khả năng đó. Thánh Xích khẳng định nói, tiếp theo lại kỳ quái nói, biết bổn tọa vì cái gì khẳng định như vậy. Ha ha, ai biết người biến thái này suy nghĩ cái gì. Xích Ngọc trong lòng hận nghiến răng, nhưng mặt ngoài lại hèn mọn nói, chủ tử trí tuệ hơn người, Xích Ngọc kính thỉnh chủ tử chỉ giáo. Thánh Xích vừa lòng cười lớn nói, ha ha, bởi vì ngươi, bởi vì Xích Ngọc. Ha ha, lúc trước bổn tọa còn tưởng rằng Mạc Quân thật sự như lời đồn bên ngoài truyền lại cao thâm như thế, nhưng theo ngươi miêu tả Mạc Quân, căn bản chỉ là hạng người tầm thường, người như vậy không có khả năng hiểu được thiên can bát quái trận thâm ảo như thế nào, nhưng y lại có thể giúp quân đội Long Hiên an toàn rút khỏi, khả năng duy nhất chính là có người chỉ cho y, hừ, vì để cho Gia Luật Ưng đồng ý đem binh lính Hương Liêu biến thành huyết hồn, bổn tọa có nói thoáng qua với Gia Luật Ưng sơ lược về trận này, tất cả chỉ có một mình hắn mới biết được vị trí sinh tử môn, hiểu được như thế nào từ sinh môn lui lại. Thánh Xích tàn khốc vô tình cười lạnh nói, trên tay lại càng thêm dùng sức. Cho dù thống khổ, Xích Ngọc cũng không dám hừ một tiếng, còn phải chịu đựng đau, sùng bái nói, chủ tử mưu tính sâu xa, văn thành võ đức, là người cổ kim đệ nhất. Trong lòng còn bổ một câu cổ kim đệ nhất tiện nhân. Thánh Xích rốt cục buông ra tay chế trụ Xích Ngọc, cũng không thèm nhìn tới Xích Ngọc, coi như nơi này căn bản không có người này, giống như tự nói với bản thân, Gia Luật Ưng ngươi như thế nào lại ngốc đến nỗi ở phía sau đối phó bổn tọa. Hừ, không có bổn tọa giúp, ngươi muốn đánh bại Âu Dương Cẩn Hiên căn bản là không có khả năng. Đáp, chẳng lẽ thật sự là bởi vì Mạc Quân, trách không được, thường xuyên ở trước mặt bổn tọa trái một câu Mạc Quân, phải một câu Mạc Quân, khắp nơi che chở y, nguyên lai, hừ, hai người các ngươi muốn ở cùng nhau, chung sức đối phó bổn tọa, còn kém xa lắm. Bất quá, ngươi đã vô tình, cũng đừng trách bổn tọa vô nghĩa, vốn định cho ngươi sống lâu thêm mấy ngày, hiện tại xem ra, là tự ngươi muốn sớm đi đầu thai một chút, ta thân là minh hữu, như thế nào có thể không thành toàn. Ha ha, không giết Gia Luật Ưng chẳng qua là vì huyết hồn thiên can bát quái trận còn cần hắn giúp, hiện tại trận pháp đã khởi động, hơn nữa đã có thêm mấy ngàn huyết hồn mới, Gia Luật Ưng sớm đã không còn giá trị lợi dụng. Chủ tử muốn giết Gia Luật Ưng? Xích Ngọc tò mò hỏi. Thánh Xích tiếng cười rất khủng bố, rất thị huyết. Hừ, giết hắn, không phải rất tiện nghi cho hắn sao, khiến cho hắn chết trong tay người tối âu yếm nhất, chẳng lẽ không phải rất cốt sao? Thánh Xích thanh âm xót xa cười, trong mắt lóe ra quang mang tàn nhẫn. Người âu yếm? Xích Ngọc không khỏi trở nên nghi hoặc. Gia Luật Ưng được xưng là Vệ Diễm Tà Quân, lấy trứ danh vô tình, vô tâm, nữ nhân với hắn mà nói chính là công cụ, hắn cũng có người thương yêu. Ngươi nhất định không thể tin người nọ là ai. Ha ha, người nọ chính là nhiệm vụ lần này của ngươi, thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, địch nhân của hắn. Thánh Xích trào phúng cười to nói. Cái gì? Gia Luật Ưng hắn? Hắn yêu thượng? Xích Ngọc mạnh ngẩng đầu, cả kinh ngay cả nói cũng nói không được. Đúng vậy, đường đường là hoàng đế tương lai của Thương Liêu quốc lại là kẻ như thế, yêu thượng quân sư địch quốc, ha ha ha. Này thật sự là chuyện gièm pha nhất của Thương Liêu quốc a,
ha ha. Thiên hạ đệ nhất quân sư cùng Phệ Diễm Tà Quân, ha ha. Thánh Xích Như là nghĩ tới chuyện rất buồn cười, đứng lên cười ha ha. Xích Ngọc còn không chưa theo kịp tin tức này, Âu Dương Cẩn Hiên và Mạc Quân sớm chiều ở chung, phát sinh tình cảm còn có khả năng, nhưng Gia Luật Ưng và Mạc Quân là địch nhân, như thế nào hội? Thánh Xích tiếng nói âm trầm lại vang lên, ngươi hiện tại trở về bên người Mạc Quân, có chuyện gì đều phải bẩm báo, hơn nữa cùng Gia Luật Ưng có liên quan, đợi đến cực âm chi đêm, mặc kệ dùng biện pháp gì, cũng phải dẫn Mạc Quân vào trong trận, đến lúc đó chúng ta có thể hảo hảo thưởng thức một màn hổ đấu vô cùng phấn khích, ha ha ha, tự hồ hiện tại đã trông thấy được cảnh tượng kia, Thánh Xích cười đến xinh đẹp ta. Dạ. Lúc này Xích Ngọc đáp thật hữu lực, phấn chấn a. Bởi vì chỉ qua vài ngày nữa, Mạc Quân mà nàng ghét nhất sẽ chết đi trong thống khổ vạn phần, ha ha ha. Điều này còn không phải là hưng phấn vạn phần sao? Ha ha ha. Đêm dài yên tĩnh, trong doanh trướng lớn nhất của quân doanh Long Hiên, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Chính là người tới chân trước vừa mới vào, một tiếng nói âm trầm lập tức vang lên, các hạ đêm khuya đến thăm, có gì phải làm sao? Người tới lại tự hồ dự đoán được, không chút hoang mang đi đến bên bàn, thắp nến lên, lập tức nội trướng tối đen liền bừng sáng. Cẩn Hiên kỳ lạ nhìn nhất cử nhất động người trước mắt, thẳng đến khi người tới xoay người lại đối mặt với hắn, dù là người trấn định như hắn, cũng không thể không bị người tới cấp cho một cú sốc lớn, y như thế nào đến đây? Chương 40, dẫn xà xuất động. Đêm dài yên tĩnh, trong doanh trướng lớn nhất của quân doanh Long Hiên, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động lẻn vào. Chính là người tới chân trước vừa mới vào, một tiếng nói âm trầm lập tức vang lên, các hạ đêm khuya đến thăm, có gì phải làm sao? Người tới lại tự hồ dự đoán được, không chút hoang mang đi đến bên bàn, thắp nến lên, lập tức nội trướng tối đen liền bừng sáng. Cẩn Hiên kỳ lạ nhìn nhất cử nhất động người trước mắt, thẳng đến khi người tới xoay người lại đối mặt với hắn, dù là người trấn định như hắn, cũng không thể không bị người tới cấp cho một cú sốc lớn, y như thế nào đến đây? Người tới thấy Cẩn Hiên không có phản ứng nhìn chằm chằm nàng, liền đứng trước mặt hắn tay lung lay vài cái, mới làm cho Cẩn Hiên đang trong khiếp sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Quân, như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào lại đến đây? Cẩn Hiên kinh hỉ đứng lên, cầm bả vai Ngạo Quân kích động nói. Hai người chỉ mấy ngày không gặp, nhưng hắn lại có cảm giác đã rất lâu, thật sự hảo nhớ y, nghĩ đến tâm hắn đều đau. Từ sau đêm hôm đó, quân vẫn tránh mặt hắn, mà hắn cũng có ý vô tình tránh y, không thể ngờ được đêm nay quân hội chủ động đến tìm hắn, điều này làm hắn vui vẻ không thôi. Bọn họ có thể trở lại như trước sao? Chỉ cần quân không đối xử lạnh lùng với hắn, hắn có thể khắc chế mình, xem y như một bằng hữu, hắn đã nghĩ thông suốt, chỉ cần quân ở bên cạnh hắn là tốt rồi. Hắn rốt cuộc không chịu được khi không được nói chuyện với quân, rốt cuộc chịu không được những ngày không có quân. Cẩn Hiên, ngươi phát lăng cái gì a? Ngạo Quân vốn kỳ lạ khi Cẩn Hiên đột nhiên hưng phấn, hiện tại thần chí lại không biết bơi đi đâu, kêu vài tiếng cũng chưa phản ứng, làm nàng không thể không đề cao giọng nói. Ách! Không có việc gì, khụ, rốt cuộc Cẩn Hiên phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng ho nhẹ nói. Như thế nào mỗi lần ở trước mặt quân, hắn đều xấu mặt, thật sự là mất mặt. Thật sự không có việc gì. Ngạo Quân không tin nói. Vừa thấy hắn như vậy giống không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì. Cẩn Hiên gật đầu thật mạnh nói, thấy Ngạo Quân vẻ mặt vẫn không tin, chỉ phải nói sang chuyện khác nói, Quân, ngươi tìm ta có việc sao? Quân đêm khuya tìm đến hắn, còn dùng cách như vậy, nhất định có chuyện gì trọng yếu. Ta đã suy nghĩ, chân tướng của huyết hồn thiên can bát quái trận vẫn nên cho các vị tướng quân biết. Ngạo Quân tự mình ngồi đối diện với Cẩn Hiên, mỉm cười bí hiểm nói. Ngươi muốn, vừa nói đã bắt đầu chính sự, Cẩn Hiên lại trở thành Cẩn Vương gia anh minh cơ trí, một bên nhìn Ngạo Quân, một bên tự hỏi những lời ý tứ này. Huyết hồn thiên can bát quái trận một khi thành hình, thụ hại không chỉ là Long Hiên hoàng triều, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không thể tránh khỏi. Đương nhiên cũng bao gồm cả Thương Liêu quốc, ta nghĩ, lấy thân phận Gia Luật Ưng, sẽ không trợ người khác hủy đi quốc gia của mình. Ngạo Quân ngữ mang thâm ý nói. Nàng tin tưởng Cẩn Hiên rất thông minh, sẽ hiểu nàng đang nói cái gì. Quả nhiên, Cẩn Hiên thoáng suy tư một chút, cũng giơ lên một nụ cười chứa đựng thâm ý. Đây là tất nhiên, quân muốn làm gì, bổn vương tuyệt đối hỗ trợ. Quân không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư của hắn, mưu kế hơn người, hắn vẫn luôn tin tưởng, quân nhất định có biện pháp giải quyết chuyện huyết hồn thiên can bát quái trận. Cẩn Hiên cảm ơn ngươi. Ngạo Quân cười thật tình nói. Cho dù tất cả mọi người hiểu lầm nàng, nhưng Cẩn Hiên vẫn vô điều kiện tin tưởng nàng, hỗ trợ nàng, giống như tuyết.
mà lúc trước bởi vì nàng không hiểu cảm xúc của mình, luôn tránh mặt hắn, thật là rất không nên. Nói cảm ơn, có phải không xem ta là bằng hữu hay không? Cẩn Hiên cả giận nói. Trong mắt đã tràn đầy ý cười, thật tốt, bọn họ lại có thể nói chuyện ăn ý với nhau. Có thể làm bằng hữu Cẩn Vương gia, tại hạ cầu còn không được. Ngạo Quân cũng giả dạng vái chào nói. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng đều tự đắc tràn đầy, ở trước mặt mọi người đồng dạng lạnh lùng, giấu giếm tình cảm chân thật của hai người, chỉ khi ở cùng một chỗ, mới lộ ra tươi cười thật sự, mới có thể giống như thường nhân, tùy ý vui đùa, đem hỉ nộ ái ố bày ra bên ngoài. Lại trò chuyện với nhau hồi lâu, Ngạo Quân nhìn bầu trời bên ngoài đã ẩn ẩn sáng, đứng lên nói, Cẩn Hiên, ta cần phải quay về, Ngọc Nhi cũng sắp trở về rồi, không thể để nàng phát hiện. Ngọc Nhi đi đâu? Cẩn Hiên nghi hoặc nói. Ha ha, hiện tại hẳn là đang hướng chủ tử nàng bẩm báo, đem những lời ta nói, nhất ngũ nhất thập nói với chủ tử của nàng rồi. Ngạo Quân cười cười nói. Còn có khối ngọc bội kia hẳn cũng đã giao cho Thánh Xích. Chuyện ngọc bội, nàng không muốn cho Cẩn Hiên biết, không muốn hắn biết nàng và Gia Luật Ưng đã gặp mặt. Ha ha, xem ra tất cả sự tình đều ở trong lòng bàn tay của Quân. Cẩn Hiên cười tán thưởng nói. Hắn không hỏi Ngọc Nhi rốt cuộc là ai, chủ tử của nàng là kẻ nào. Hắn tin tưởng Quân đã có chủ trương, muốn dùng mỹ nhân kế với Quân, ha ha. Bên người Quân hẳn chưa bao giờ thiếu mỹ nữ đi. Bất quá, chiêu tương kế tựu kế này của Quân thật đúng là lợi hại, không, có lẽ không chỉ là tương kế tựu kế, nên là trong kế có kế. Mặc dù ở trong lòng bàn tay, nhưng thế sự luôn khó liệu. Ngạo Quân có điểm cảm khái nói. Trên đời khó nhất đoán chính là lòng người, huống chi là kẻ có lòng âm hiểm như Thánh Xích, còn có Gia Luật Ưng, kỳ thật, nàng biết hắn cũng không phải rất sâu. Huyết Hồn Thiên Can Bát Quái Trận rốt cuộc uy lực chân chính to lớn bao nhiêu, hiện tại không ai có thể nói chính xác được, đây mới là điều nàng lo lắng nhất. Mưu sự tại nhân, ta tin tưởng ngươi. Cẩn Hiên kiên định nói. Hắn cũng biết chuyện lần này thập phần khó giải quyết, là nan đề lớn nhất từ lúc hắn xuất binh chinh chiến tới gặp, nhưng hắn lại tuyệt không cảm thấy buồn rầu, chỉ vì có y. Chỉ bằng những lời này của ngươi, ta sẽ không khiến ngươi thất vọng. Ngạo Quân tự tin tràn đầy nói, lại nói tiếp, ta thật sự cần phải trở về, ngày mai sẽ gặp ngươi. Nói xong xoay người đi ra khỏi doanh trướng Cẩn Hiên. Ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Cẩn Hiên giơ lên mỉm cười tự tin, lẩm bẩm với bóng dáng Ngạo Quân đã đi xa, ánh mắt chợt lóe, mắt lộ tinh quang. Ngạo Quân trở lại doanh trướng, hoàn hảo, Ngọc Nhi còn chưa trở về, sao nàng cảm thấy vừa nãy như là đi yêu đương vụng trộm, ha ha. Bất quá rốt cục cũng hòa hảo với Cẩn Hiên như lúc ban đầu, đây là chuyện cao hứng nhất, còn có tín nhiệm, hỗ trợ của Cẩn Hiên, làm nàng cũng rất tin tưởng sẽ đánh thắng trận chiến này. Vừa nằm xuống không bao lâu, liền cảm giác bên người xuất hiện một người, hẳn là Ngọc Nhi đã trở về. Hừ, còn ngủ. Quả nhiên là một con heo. Ngọc Nhi đối với Ngạo Quân khinh thường nói vừa đem ngọc bội từ trong tay áo lấy ra, tái để vào trong lòng Ngạo Quân. Hừ hừ, có thể ngủ như vậy, vài ngày sau, ngươi có thể đi vào một giấc ngủ lâu dài, còn có Gia Luật Ưng, chủ tử nhất định sẽ cho các ngươi một đại lễ vật, đắc tội với chủ tử, đều không có kết cục tốt, muốn trách thì trách khuôn mặt thật đẹp này của ngươi, ha ha. Ngọc Nhi ngồi vào bên người Ngạo Quân, thanh âm tự đắc nói. Ngạo Quân đang giả ngủ trong lòng lại nói thầm, xem ra Thánh Xích đã trúng kế, về phần đại lễ vật muốn tặng cho ta và Gia Luật Ưng, nhất định sẽ không phải chuyện tốt gì, hừ, cho ta ngủ lâu dài. Xem ra sẽ xuống tay với ta và Gia Luật Ưng, đối mặt với ta để làm gì? Chủ nội trướng quân doanh Long Hiên, Cẩn Hiên lãnh hé ra khuôn mặt tuấn tú, vẻ mặt nghiêm túc, không nói lời nào đang nhìn các vị tướng quân. Áp lực không khí như thế, làm cho tất cả mọi người cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nếu không chiến thần luôn luôn tự tin sẽ không có biểu tình như thế. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Vẫn là Triệu Chi Dương xúc động rốt cục không nín được, mở đầu nói. Dường như đang chờ những lời này, Cẩn Hiên đầu tiên là nhướng mày, sau đó bình tĩnh nói, hôm nay triệu tập chúng tướng quân nghị sự, là có một việc làm bổn vương lo lắng mãi, nên vẫn quyết định nói chi tiết cho các vị biết, cho các vị chuẩn bị tâm lý. Vương gia mời nói. Ngụy Tử Tề cung kính nói. Hắn và mọi người đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc chờ Cẩn Hiên. Bổn vương biết, các vị tướng quân vẫn đối với chiến dịch kia canh cánh trong lòng, muốn ra trận rửa nhục, nhưng lại bị quân sư hạ lệnh, lui lại 30 lý, án binh bất động, điều này, trong lòng đều bất mãn, nhất là sau khi xảy ra chuyện Mộ Dung Ngọc, đã không ít tướng quân muốn bổn vương đưa ra quân lệnh hủy bỏ chức vụ quân sư, hạ lệnh xuất chiến.
Cẩn Hiên không chút hoang mang tung mồi, chờ người hữu tâm cắn câu. Vương gia, chúng Mạc tướng vốn thập phần kính nể quân sư, nhưng qua hai sự kiện này, quân sư thật sự làm chúng Mạc tướng thất vọng. Hồng tướng quân bất bình nói. Khi nói đến chuyện lui binh, quân sư không chỉ không cấp cho mọi người một công đạo, lại bởi vì chuyện nữ nhân kia đối đãi bọn họ như thế, hắn sao có thể không tức giận cho được. Chuyện Mộ Dung Ngọc bổn vương sẽ nói sau, nhưng về chuyện lui lại, bổn vương cũng đồng ý với quân sư. Cẩn Hiên thản nhiên nói. Cái gì? Vương gia, mọi người vừa nghe đã nóng nảy, liên tục hỏi Cẩn Hiên đây là vì sao. Các vị tướng quân đừng nóng vội, bổn vương hôm nay sẽ đem chân tướng nói cho các vị biết. Cẩn Hiên vừa định tiếp tục nói tiếp, một thanh âm liền vội vàng đánh gãy hắn. Trừ bỏ Cẩn Hiên và Triệu Chi Dương ra, những người khác đều kỳ quái nhìn Ngụy Tử Tề lên tiếng đánh gãy lời Cẩn Hiên. Ngụy Tử Tề là người luôn ôn hòa, tuân thủ tôn ti, như thế nào lại cắt đứt lời vương gia? Đối mặt với ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của mọi người, Ngụy Tử Tề thế này mới cả kinh, chính mình vừa nãy đã làm một việc phạm thượng, lập tức quỳ xuống nói, Tử Tề vô tình phạm thượng, thỉnh vương gia trách phạt. Ngụy tướng quân xin đứng lên. Cẩn Hiên vẫn như cũ dùng thanh âm không gợn sóng sợ hãi nói. Phản ứng của Ngụy Tử Tề và Triệu Chi Dương hắn đã sớm dự đoán, nhưng phải có bọn họ, màn này diễn mới càng thật, đạt tới mục đích nhanh hơn. Cảm ơn vương gia. Ngụy Tử Tề vung y bào đứng lên nói. Hắn biết vương gia sẽ không vì chuyện này mà trách tội hắn, vương gia tuy rằng hỉ giận luôn không hiện ra, nhưng đối với tướng lãnh bọn họ vẫn có thêm lễ ngộ, sẽ không vì một chút việc nhỏ mà trách phạt bọn họ. Nhưng là vương gia dù sao cũng là vương gia, hắn tuy rằng không kể gốc gác, thân là cấp dưới vẫn nên làm tròn bổn phận cấp dưới, giống như hành vi vừa nãy của hắn thật không nên. Tuy rằng hắn vô tình đánh gãy lời vương gia, nhưng chuyện này, sự tình quan trọng đại, hắn không thể không nói, quay đầu, ho nhẹ một chút, đối với Cẩn Hiên nói, khụ. Vương gia, quân sư ngày đó nói qua, việc này, Ngụy Tử Tề vẫn là phun ra nuốt vào, không biết phải nên nói như thế nào. Đúng vậy. Vương gia, tuy rằng quân sư làm ta thực thất vọng, nhưng việc này, Triệu Chi Dương cũng mặt đỏ lên bồi nói. Triệu Chi Dương chưa kịp nói hết lời, Cẩn Hiên đã xua tay ngăn cản nói, việc này bổn vương đều có chủ trương. Triệu Chi Dương và Ngụy Tử Tề chỉ phải đem lời nói nuốt xuống. Quân sư đã nói qua, việc này không nên truyền ra ngoài, nếu không hội tạo thành quân tâm rung chuyển, vương gia vì sao lại ở lúc này muốn nói ra chân tướng. Trong lòng hai người không ngừng nói thầm, mà không biết tất cả mọi người ở đây biểu tình đều là vẻ mặt kỳ lạ khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì. Cẩn Hiên sao lại không biết suy nghĩ của mọi người lúc này, ho nhẹ một tiếng, làm mọi người phục hồi tinh thần lại mới nói, quân sư hạ lệnh quân ta lui lại, là vì huyết hồn thiên can bát quái trận của đối phương quá lợi hại, rất tà ác, quân ta căn bản là không đỡ không được. Cao trào là đây. Huyết hồn thiên can bát quái trận. Quả nhiên, mọi người vừa nghe, đều cảm thấy lẫn lộn nói. Đây là cái gì a? Chưa từng nghe qua. Các vị tướng quân hẳn là còn nhớ rõ tràng chiến dịch lần trước. Cẩn Hiên không đáp hỏi lại. Ánh mắt lại nhìn như không nhìn, nhìn chăm chú vào biểu tình của mọi người. Nhớ. Nhớ rõ. Các vị tướng quân đồng thanh nói. Hồi tưởng lại tràng chiến dịch khủng bố kia, đến bây giờ trong lòng có lưu lại nỗi khiếp sợ, kia thật sự là đáng sợ, dù bọn họ đã quen sinh tử, cũng chưa lần nào giống như lần trước đối mặt với cái chết lại tràn ngập sợ hãi như vậy. Lần trước đối phương đã bày ra một trận pháp kỳ quái, chính là huyết hồn thiên can bát quái trận. Huyết hồn là một loại tà pháp, mà thiên can bát quái trận còn lại là một loại kỳ môn độn giáp. Cẩn Hiên ngắn gọn nói. Nói như thế, bọn họ nhất định sẽ có thực nghi vấn. Quả nhiên, một đám đều đưa ra vấn đề vương gia, huyết hồn cụ thể là vật gì? Vương gia, cái gì là kỳ môn độn giáp? Vương gia, huyết hồn thiên can bát quái trận là quân sư nói cho bổn vương mới biết được, bởi vậy, đối với huyết hồn, kỳ môn độn giáp bổn vương cũng không hiểu biết nhiều, chỉ có quân sư mới hiểu rõ nhất, nhưng hiện tại, bổn vương không phải muốn nói cho các ngươi biết cái gì gọi là huyết hồn, cái gì gọi là kỳ môn độn giáp. Bổn vương muốn cho các vị tướng quân biết, trận pháp này vô cùng đáng sợ, các vị phải chuẩn bị tâm lý. Cẩn Hiên thanh âm trầm thấp, dễ dàng đem doanh trướng đang tranh cãi ầm ĩ lập tức an tĩnh lại. Thấy trừ bỏ Ngụy Tử Tề, Triệu Chi Dương tái nhợt nghiêm mặt ra, còn lại tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp, chờ hắn nói, Cẩn Hiên mới bắt đầu dùng tiếng nói trầm ổn, đem những lời ngạo quân nói về huyết hồn thiên can bát quái trận uy lực không thể dự tính, không có nhân tính hủy diệt lực lượng, uy lực khủng bố thần quỷ khó dò nhất ngũ nhất thập nói ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Cẩn Hiên càng nói mặt mọi người liền như bản màu tổng hợp, đầu tiên là xanh mét,
tiếp theo biến thành đen, cuối cùng hóa thành tái nhợt không hề có huyết sắc. Má của ta ơi! Này thật sự là rất khủng bố, rất tà ác, rất vô nhân tính, rất... Vương tướng quân sau khi lấy lại tinh thần, nghiêm mặt trắng bệch, liên tục vất lên hơn 10 cái rất. Tất cả mọi người ai cũng cúi đầu, không hề có sinh khí, nếu lời vương gia nói là thật sự, bọn họ làm sao bây giờ đâu? Ngay cả vương gia đối với trận pháp kia cũng không hiểu biết, đừng nói chi là phải phá nó, mà người duy nhất hiểu được, hiện tại lại bị sắc đẹp mê hoặc làm thần hồn điên đảo, thậm chí trở mặt với bọn họ, chiếu theo bộ dáng hiện tại của y, có thể nào trông cậy vào y? Chẳng lẽ trời thật sự muốn diệt Long Hiên bọn họ? Vũ gia, quân ta thật sự vô lực hồi đầu sao? Không thể ngờ được chinh chiến lâu như vậy, cuối cùng người thắng vẫn là Gia Luật Ưng. Bạch tướng quân cao tuổi vô lực nói. Hắn ở trong doanh có thể nói là thế hệ trước, từ thiếu niên đánh tới lão niên, trận pháp như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe được. Không, cuối cùng người thắng không phải Gia Luật Ưng. Lời Cẩn Hiên nói ngoài dự kiến của mọi người. Mọi người vừa nghe, không khí trầm lặng lại tỏa ra sáng rọi, tất cả đều vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Cẩn Hiên, trong mắt lòe ra ánh sáng chói rọi. Thật vậy chăng? Vương gia có phải đã nghĩ ra biện pháp giải quyết hay không? Triệu Chi Dương kích động đứng lên nói. Hắn chỉ biết, chiến thần không gì làm không được, chưa có bất cứ thứ gì có thể làm khó được hắn. Không có. Cẩn Hiên trực tiếp hất một bồn nước lạnh vào hưng phấn của mọi người. Vậy vương gia, vì sao nói Lý tướng quân vẫn thường không mở miệng, bây giờ lại kỳ tích mở ra kim khẩu nói? Cẩn Hiên ánh nhìn chứa đựng thâm ý liếc mắt nhìn Lý tướng quân một cái, chính là cái liếc mắt kia mau đến nỗi người khác không phát giác ra mà thôi, vạch ra con đường nói, người thắng không phải Thương Liêu, cũng không phải Long Hiên, mà là Thánh Xích khởi động huyết hồn thiên can bát quái trận. Thánh Xích, nghe nói là môn chủ tân nhậm của Thánh Tiên Môn, là đại đệ tử của trưởng môn tiền nhiệm, huyết hồn thiên can bát quái trận là hắn phát động. Hắn thân là người Long Hiên, như thế nào lại đi trợ giúp Thương Liêu? Bạch tướng quân vỗ về chồng râu nghi vấn nói. Nói như thế nào, Thánh Tiên Môn cũng là chi phái chính nghĩa của Long Hiên a. Thánh Xích người này, Mạc tướng từng nghe một bằng hữu giang hồ nói qua, người này âm mưu sâu đậm, thủ đoạn hung tàn, sau khi lên làm môn chủ liền bốn phía giết hại đồng môn sư huynh đệ không phục hắn, hiện Thánh Tiên Môn tứ phân ngũ liệt, có không ít môn đồ bị sát hại tàn nhẫn. Mà giang hồ cũng khó trốn vận rủi, Thánh Xích phát ra uy hiếp với các đại phái trên giang hồ, Thuận Giả Xương, Nghịch Giả Vong, muốn các đại phái quy thuận làm môn hạ của Thánh Tiên Môn, nếu không phục, sẽ khó thoát khỏi cảnh bị diệt môn, người giang hồ đều cảm thấy bất an. Không thể ngờ được thế nhưng hắn còn đi tương trợ địch quốc, phát động trận pháp tà ác như thế. Trần tướng quân tức giận nói. Hắn là người thích nhất nghe chuyện kỳ nhân giang hồ, bằng hữu giang hồ lại nhiều, mặc dù người không ở giang hồ, nhưng chuyện giang hồ, hắn luôn luôn biết rất rõ. Vương gia, Mạc tướng vẫn là không rõ lời vương gia là có ý tứ gì. Lý tướng quân mở miệng hỏi, tự hồ đối với đề tài này thực cảm thấy hứng thú. Các vị tướng quân bao gồm cả Ngụy Tử Tề và Triệu Chi Dương cũng không hiểu ra sao. Đúng vậy. Vương gia, Thánh Xích không phải đang giúp Gia Luật Ưng sao? Thánh Xích thắng, không phải là Gia Luật Ưng cũng thắng sao? Ngụy Tử Tề nghi hoặc nói. Từ vấn đề của Ngụy Tử Tề, tất cả mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ cũng có nghi vấn này, chỉ có Lý tướng quân là vẻ mặt trầm tư. Cẩn Hiên đối mặt với phản ứng của mọi người, ánh mắt lóe sáng một chút, lại nói, Thánh Xích là loại người nào? Mọi người cũng đã nghe Trần tướng quân miêu tả, hẳn là biết, người như vậy, như thế nào hội cam tâm ở dưới kẻ khác, huống chi trên tay hắn còn nắm vương bài, huyết hồn thiên can bát quái trận, một khi trận này chính thức hình thành, uy lực của nó đủ để hắn dễ dàng khống chế toàn bộ thiên hạ, hắn như thế nào sẽ đem điều thành quả này chấp tay cho người ta? Nghe Cẩn Hiên vừa nói như vậy, tất cả mọi người không tự giác gật đầu. Nhưng là vương gia, nếu trận này uy lực to lớn như thế, với sự thông minh của Gia Luật Ưng, nhất định cũng sẽ nghĩ đến vì sao hắn vẫn lấy sinh mệnh của mấy vạn binh lính Thương Liêu trợ Thánh Xích hoàn thành trận này. Bạch tướng quân lại hỏi, không hổ là lão tướng, vừa hỏi liền hỏi ra chỗ mấu chốt. Cẩn Hiên chờ chính là thời khắc này, bình tĩnh nói, bổn vương nghĩ Gia Luật Ưng căn bản là không biết trận này chân chính lợi hại như thế, hắn bị Thánh Xích lợi dụng, dù sao hiểu được trận này cũng rất ít người, nếu không phải có quân sư, ta cũng không biết trên đời lại vẫn có trận pháp tà ác này. Nói xong lại nhìn về phía mọi người một chút. Mỗi vị tướng quân đều vẻ mặt trầm tư gật đầu, chỉ có Lý tướng quân cau mày, ánh mắt dường như có chút lóe sáng. Vương gia, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Hiện tại người duy nhất hiểu được trận này trừ bỏ Thánh Xích, chính là quân sư, nhưng quân sư hiện tại lại vì Ngọc Nhi kia mà không quan tâm đến sự vụ,
chỉ sợ sẽ không kiểm soát được tâm tư. Điều này có thể làm gì? Ngụy Tử Tề nhíu nhíu mày hỏi. Hồi tưởng lại ngày đó Mạc Quân vì một nữ nhân lại đối đãi với hắn như vậy, hắn liền cảm thấy đau lòng, hắn thổ lộ tình cảm với y như vậy, không thể ngờ được lại có kết quả này. Hiện tại đối đầu với kẻ địch rất mạnh, y lại trầm mê trong nữ sắc, hoàn toàn không để ý tới quân sự, thật sự là làm cho người ta trái tim băng giá a. Hiện tại chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Cẩn Hiên bất đắc dĩ vỗ về cái trán nói, tiếp theo lại lớn tiếng hạ lệnh nói, hôm nay cùng các vị nói chuyện, chỉ để người đang ngồi ở đây biết, nếu tiết lộ ra ngoài sẽ lấy quân pháp xử trí. Mạc tướng hiểu được. Tất cả mọi người cau mày đồng thanh nói, đây chính là vấn đề quân tâm a. Mục đích đã đạt được, Cẩn Hiên vô lực khoát tay áo, ý nói mọi người lui ra. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi, vốn vẻ mặt mỏi mệt không chịu nổi lập tức biến mất vô tung, mắt lộ cơ trí tinh quang, tiếp theo sẽ chờ xà xuất động. Bầu trời đêm tối đen chỉ có mấy vài ngôi sao cô độc, buổi tối như vậy thật thích hợp để xà xuất động. Một thân ảnh màu đen từ trong quân doanh Long Hiên rất nhanh bay ra, rất nhanh liền biến mất ở trong đêm đen. Thật sự là hắn. Trên núi nhỏ, mặt Cẩn Hiên không chút thay đổi nhìn thân ảnh màu đen nhanh chóng biến mất, thanh âm bình tĩnh nói, hắn ẩn mình thật sự cao thâm. Ngạo Quân và Cẩn Hiên song song đứng cạnh nhau lẳng lặng nhìn về phía bóng đen biến mất, lãnh nghiêm mặt nói, nếu không phải huyết hồn thiên can bát quái trận quá mức kinh sợ lòng người, hắn cũng sẽ không lộ ra dấu vết. Mặc cho ai đều cũng không biết người trung nghĩa khôn khéo như hắn lại là gian tế Thương Liêu, ngay cả ta cũng bị hắn lừa lâu như vậy. Cẩn Hiên thâm trầm nói, ngữ điệu bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc. Gia Luật Ưng phái người chủ chiến đến tuyệt không đơn giản. Ngạo Quân lạnh nhạt nói, tự hồ trải qua lần gặp mặt kỳ trước, nàng đối với hắn cảm giác tốt lên không ít, cũng cho nàng hạ quyết định quyết tâm thực hành kế hoạch này. Hiện tại xà đã bị dẫn dụ, kế tiếp sẽ chờ cá lớn cắn câu. Cẩn Hiên quay đầu, sắc mặt khẽ biến nhìn chăm chú vào Ngạo Quân, lời nói vẫn như cũ không hề cao thấp phập phồng. Từ trong miệng Ngạo Quân nghe được ẩn hàm đối với Gia Luật Ưng có chút ca ngợi, tâm hắn liền trở nên ngột ngạt, biết rõ Quân và Gia Luật Ưng không cùng xuất hiện, Quân cũng không phải ý tứ này, nhưng chính hắn lại cảm thấy trong lòng giống như bị ngăn chặn vô cùng khó chịu. Hắn thật sự không thể đối đãi đơn thuần với y sao? Do vì ở trong đêm đen, hơn nữa Ngạo Quân cũng không nhìn Cẩn Hiên, cho nên hắn khẽ biến mặt, Ngạo Quân căn bản là không thấy được, hơn nữa hắn cũng không thay đổi ngữ khí. Ngạo Quân hoàn toàn không biết ngoài mặt Cẩn Hiên là bình tĩnh vô ba, kỳ thật nội tâm sớm hỗn loạn mãnh liệt. Không, cá lớn rất cẩn thận, thông minh, muốn hắn cắn câu, tiếp theo cần phải có một liều thuốc mạnh. Ngạo Quân nở nụ cười lạnh bí hiểm. Liều thuốc mạnh kia chính là nàng. Cẩn Hiên không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn dáng người ngạo nghễ lúc này tràn ngập tự tin, tự hồ đang nắm cả thiên hạ trong tay, thật vất vả tâm mới yên tĩnh lại nổi lên một trận sóng lớn hơn nữa. Nội tâm từng đợt kích động không hiểu, Gia Luật Ưng dù thông minh đến đâu, cẩn thận đến đâu, cũng không trốn khỏi thiên la địa võng của ngươi. Ngay cả ta cũng thoát không được, cũng ngày càng cảm thấy không muốn chạy thoát. Trong thiên hạ trừ bỏ Vũ Tình, chỉ có ngươi mới xứng đôi với ta, ta cũng chỉ muốn ngươi đứng ở bên người ta. Chương 41, kế ly gián. Gió lạnh thấu xương vù vù phất qua, thực lạnh a. Thời tiết lạnh như thế còn phải ra ngoài, thật sự là muốn lấy mạng của nàng. Thật nhớ máy điều hòa của thế kỷ 21, y phục giữ ấm cao cấp. Khoa học kỹ thuật cổ đại thật sự là quá lạc hậu, nhất là trong thời kỳ chiến tranh này, quả thực làm người khác không sống nổi. Ngạo Quân tựa vào thân cây trên ngọn núi nhỏ, nhìn như tao nhã tùy ý thưởng thức cảnh núi non mờ mịt, kỳ thật trong lòng lại không ngừng oán giận, nếu để người khác nghe thấy những lời trong lòng nàng, cam đoan tất cả mọi người lập tức té xỉu. Đường đường thiên hạ đệ nhất quân sư, lãnh khốc lạnh nhạt lại thầm oán thời tiết rất lạnh. Ai, thật sự là lạnh a. Thật nhớ canh nóng của Oánh Nhi a. Thấy mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, Ngạo Quân rốt cục nhịn không được trùng mình một cái, thở dài, hồi tưởng món canh của Nguyệt Oánh. Nguyệt Oánh biết nàng sợ lạnh, cho nên mỗi ngày đều vì nàng chuẩn bị một chén canh nóng, rất ngon, lại ấm áp vô cùng, quả thực tốt hơn so với máy điều hòa. Nhưng, kể từ sau khi đánh Nguyệt Oánh một bạt tay, Oánh Nhi cũng không để ý tới nàng nữa, ngay cả gặp cũng không thèm gặp, đáng thương cho nàng không chỉ không có đồ ăn ngon, ngay cả canh cũng không có mà uống, cũng không có người chuẩn bị quần áo cho nàng, nàng vốn không phải là người có thể tự chiếu cố mình, hiện tại không có Oánh Nhi, cuộc sống quả thực khổ sở a. Tất cả đều tại Ngọc Nhi, làm hại nàng thảm như vậy, hừ. Đang ở suy nghĩ miên man, mục tiêu đã xuất hiện, Ngạo Quân vẫn như cũ duy trì tư thế ban đầu, ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, trên tay không biết khi nào đã có khối ngọc bội. Quân sư,
tại sao lại ở đây một mình? Mục tiêu, không, Lý tướng quân đi tới trước mặt Ngạo quân, mặt không chút thay đổi hỏi, không kiêu ngạo không xua nịnh, mặt bình tĩnh cũng làm cho người ta nhìn không ra cảm xúc, chính là cặp mắt lóe ra tinh quang kia không giấu vết nhìn vật trên tay Ngạo quân. Nhàn rỗi nhàm chán, đi ra ngoài một chút. Ngạo quân lạnh nhạt mà lại ngắn gọn nói, nhìn cũng không nhìn người tới liếc mắt một cái, tự hồ thực không muốn nói chuyện với người tới, tay lại cố ý vô tình vuốt ve ngọc bội trên tay, quả nhiên là người thích hợp làm gián điệp, nếu không phải đã sớm biết thân phận của hắn, chỉ sợ ngay cả nàng cũng sẽ bị hắn lừa gạt, chẳng trách, ẩn trong quân lâu như vậy, không coi Cẩn Hiên vào đâu lâu như vậy, cũng không bị người phát hiện, nếu ở thế kỷ 21, tuyệt đối là một điệp viên xuất sắc. Lý tướng quân tên thật là Lý Thương, 3 năm trước đây, vốn là một tiểu binh trong quân, sau lại bởi vì dũng mãnh thiện chiến, lập hạ không ít chiến công, được Cẩn Hiên đề bạt làm tướng quân, là người thông minh cẩn thận, mặc dù không thường nói chuyện, nhưng đối với người trung nghĩa có lễ, Cẩn Hiên đã sớm hoài nghi trong doanh có gian tế, chính là không thể ngờ lại là hắn. Lý Thương cũng không để ý thái độ Ngạo quân đối với hắn, tùy ý đứng ở một bên, cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một lát sau, lại cúi đầu, nói với Ngạo quân, quân sư là huynh đệ trong quân sư vì hiểu lầm đó mà phiền não sao? Ngạo quân vẫn như cũ cũng không quay đầu lại cười lạnh nói, hiểu lầm. Lý tướng quân cho rằng đó là hiểu lầm sao? Lý Thương làm bộ như không phát hiện Ngạo quân cười lạnh, vẫn như cũ sử dụng tiếng nói trầm thấp nói, Mạc tướng biết quân sư không phải người như vậy. Nghe một chút, ngữ khí là cỡ nào khẳng định, nghe kỹ hơn, là cỡ nào làm cho người ta cảm động a. Nhưng người nào đó lại cười lạnh một trận lớn hơn nữa, gần như lãnh khốc nói, người như vậy, trọng sắc khinh bạn, trầm mê nữ sắc. A, Lý tướng quân sai lầm rồi, bản quân sư chính là người như vậy. Lý Thương đại khái không nghĩ tới Ngạo quân hội nói như vậy, nhất thời nghẹn lời, không biết nói gì, tự hồ lại không nghĩ, tùy tiện tìm một đề tài nói, quân sư đang nhìn cái gì vậy? Hoàn hảo, sẽ không nói linh tinh kiểu như hôm nay thời tiết tốt lắm. Ngạo quân lựa chọn trầm mặc, tự hồ không nghe thấy những lời nói của hắn, vẫn như cũ nhìn những đám mây cuốn xa trên bầu trời. Quân sư thực chán ghét Mạc tướng sao? Lý Thương thấy Ngạo quân nhìn như không thấy, không chút nào nổi giận, không ngừng cố gắng nói. Không phải. Sau khi Ngạo quân nói hai chữ đó, lại trầm mặc, không phải nói không thích nói chuyện sao? Ta thấy ngươi cũng đã quá nhiều lời rồi, lâu như vậy còn không vào đề chính, bất quá cũng có thể thấy được người này quả thật cẩn thận, đáng tiếc a. Thấy được tính nhẫn nại của hắn tốt hơn so với Ngạo quân. Ngọc bội trên tay quân sư nhìn thật đẹp. Cuối cùng Lý Thương cũng vào đề, nhìn tay ngọc bội trên tay Ngạo quân tán thưởng nói. Rốt cục đã vào đề chính, Ngạo quân chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, quay đầu, nhìn Lý Thương liếc mắt một cái, tiếp theo đưa tay cầm ngọc bội lên, chậm rãi cọ sát, dường như đó là một bảo bối vô cùng trân quý. Thấy động tác và vẻ mặt của Ngạo quân, Lý Thương ánh mắt chợt lóe, lại nói, quân sư thực thích khối ngọc bội này. Chi bảo gia truyền. Quà tặng của một vị bằng hữu. Ngạo quân nhìn khối ngọc, dường như đang thưởng thức, lại như đang lâm vào trầm tư nói. Vật gia truyền. A, nàng cũng không tin hắn không biết vật này là của Gia Luật Ưng, cho dù không phải là của Gia Luật Ưng, cũng nhất định biết đây là vật của hoàng tộc Thương Liêu. Bằng hữu. Thanh âm trầm ổn đột nhiên đề cao không ít, như là kinh ngạc, nhận được ánh mắt Ngạo quân nhìn qua, rất nhanh lập tức yên tĩnh, ho nhẹ một tiếng nói, khụ. Khối ngọc bội này thoạt nhìn giá trị không nhỏ, quân sư và vị bằng hữu kia cảm tình nhất định tốt lắm. Hắn mới có thể đem ngọc này tặng cho quân sư. Khối ngọc này, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là vật thái tử yêu thích nhất, là vật tùy thân, như thế nào lại ở trên tay quân sư. Cũng vì nghi vấn này, hắn mới tới đây, không nề hà phiền phức bắt chuyện với y, y nói khối ngọc bội này là bằng hữu tặng, chẳng lẽ theo những như lời y nói bằng hữu là thái tử? Điều đó không có khả năng a. Thái tử diệt thôn của y đến đây là vì đã bại thái tử, như thế nào có thể là bằng hữu của thái tử đâu? Mà nếu y và thái tử là bằng hữu, lại vì cái gì giúp Âu Dương Cẩn Hiên đối phó thái tử? Nếu người y nói không phải là thái tử, vậy người kia là ai? Ai có thể lấy đi khối ngọc bội này từ trên tay thái tử? Chúng ta chẳng qua gặp mặt được hai lần mà thôi, chưa nói tới có cảm tình gì hay không. Hơn nữa, nói đến đây, Ngạo quân cố ý ngừng một chút, thấy Lý Thương mặt lộ vẻ chờ đợi, thế này mới giống như bất đắc dĩ thở dài nói, hơn nữa, trước mắt, chúng ta thân phận coi như là địch nhân. Địch nhân? Chẳng lẽ thật là thái tử? Chỉ gặp mặt hai lần, lại là địch nhân, quân sư dựa vào cái gì còn nói là bằng hữu? Tuy rằng trong lòng chấn kinh không nhỏ,
nhưng ở ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi. Bằng hữu không quan hệ đến số lần gặp mặt, không quan hệ thân phận, địa vị quyền thế, bằng hữu chính là một loại cảm giác đúng rồi, lần đầu gặp mặt cũng có thể trở thành bằng hữu tốt nhất, địch nhân có thể trở thành tri kỷ, nếu cảm thấy không hợp nhau, ở chung cả đời cũng chỉ là hai kẻ ghét nhau mà thôi. Ngạo Quân giống như đại sư thiện ý giảng giải, chỉ thiếu là không rung đùi đắc ý. Những lời của quân sư thật sự là lời lẽ chí lý a. Một buổi nói chuyện với quân sư còn hơn 10 năm đèn sách. Lý Thương Thiệt tình tán thưởng nói. Y thật sự nói ra tiếng lòng của hắn, hắn giao kết bằng hữu đều là chiếu theo tâm mình mà làm, không quan hệ thân phận địa vị, tựa như đối với các tướng quân trong quân doanh Long Hiên này, tỷ như Ngụy Tử Tề, Triệu Chi Dương, hắn vẫn thiệt tình coi bọn họ là bằng hữu, cho dù tương lai bọn họ sẽ ở trên chiến trường đao kiếm tang thương, ít nhất giờ khắc này bọn họ là bằng hữu, về sau ở trong lòng bọn họ cũng vĩnh viễn là bằng hữu của hắn. Ngạo Quân không nói, chỉ mỉm cười, nàng đang đợi câu kế tiếp của hắn, nàng mới đi tiếp được a. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đi theo những suy nghĩ của nàng. Chính là Ngạo Quân lại không biết, nàng mặc dù không lộ ra nụ cười mị hoặc kia, nhưng tại nơi nắng sớm chiếu rọi xuống này, mỉm cười của nàng đã đủ đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Hồi lâu, Lý Thương mới nói tiếp, chẳng qua lời nói tiếp theo lại khiến cho Ngạo Quân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Quân sư ngươi thật đẹp, nếu là nữ tử thì tốt quá. Lý Thương hồn lìa khỏi xác ngây ngốc nói. Lý tướng quân. Ngạo Quân mặt âm trầm, dùng thanh âm dưới không độ nói. Cái gì nếu nàng là nữ tử thì tốt quá, nàng vốn chính là nữ tử hàng thật giá thật. A. À, chung quanh chợt xuất hiện không khí lạnh, làm Lý Thương không khỏi đánh run một cái rắn chắc thật lạnh, cũng đưa hắn từ đông lạnh tỉnh lại, lấy lại tinh thần, thấy Ngạo Quân vẻ mặt âm hàn nhìn hắn, mới ý thức được chính mình vừa mới nói gì đó, vội vàng xin lỗi, thực xin lỗi, quân sư, mặt tướng không có ý đó, chỉ là quân sư thật sự thật đẹp. Được rồi. Ngạo Quân lãnh thanh ngắt lời. Cụ, thực xin lỗi. Lý Thương xấu hổ ho nhẹ, lại nói xin lỗi, hắn biết một nam tử bị người ta nói mỹ, nói giống nữ tử, là ô nhục đối với người đó. Thấy Ngạo Quân không có phản ứng gì, Lý Thương lại đem đề tài dẫn dắt trở về nói, quân sư, cầm khối ngọc bội này, là đang nhớ đến vị vừa là địch cũng vừa là bằng hữu kia sao? Hắn hiện tại đã 90% khẳng định, bằng hữu mà y nói chính là thái tử. Ta đang lo lắng cho hắn. Thấy đề tài lại quay trở về, Ngạo Quân gọn gàng dứt khoát nói, nói chuyện với gián điệp như vậy, thật sự rất mệt. Lo lắng? Không biết quân sư lo lắng cái gì? Lý Thương thanh âm không trầm lại đề cao, quân sư lo lắng cho thái tử vì cái gì? Chẳng lẽ thái tử có nguy hiểm? Hay là Âu Dương Cẩn Hiên lại chuẩn bị đối phó thái tử? Thánh xích! Ngạo Quân nhíu nhíu mày nói, thoạt nhìn là thật sự lo lắng vô cùng. Thánh xích! Quân sư là nói, Lý Thương cả kinh kêu lên, nhưng nói chưa được một nửa, cũng không nói tiếp, thánh xích, chẳng lẽ lại có liên quan tới huyết hồn thiên can bát quái trận? Tối hôm qua sau khi báo cáo với thái tử cũng không tỏ vẻ gì, có hoài nghi với những lời của Âu Dương Cẩn Hiên, dù sao lấy tâm cơ của Âu Dương Cẩn Hiên, rất có khả năng cố ý truyền ra tin tức như vậy. Theo như ngươi nói cũng vô dụng, nếu có thể gặp hắn một lần thì tốt rồi, đáng tiếc a. À, mỗi lần đều là hắn tới tìm ta, ta cũng không có cách nào đi tìm hắn. Ngạo Quân giống như bất đắc dĩ lại lo lắng vô hạn nói. Lắc lắc đầu, xoay người, lập tức lướt qua bên người Lý Thương, mục đích đã đạt được, vẫn nên nhanh chóng trở về ngủ đi. Dường như càng ngày càng lạnh, dù sao nàng cũng kết luận, những lời hôm nay hai người nói với nhau nhất định hội nhất ngũ nhất thập rơi vào tai Gia Luật Ưng, hắn sẽ rất nhanh đến tìm nàng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, vừa đến ban đêm, thừa dịp Ngọc Nhi không ở đây, một phi tiêu liền phi vào nội trướng của nàng, đến rồi, Ngạo Quân cười lạnh một cái, mở tờ giấy ra, mặt trên viết, gặp tại chỗ cũ, Gia Luật Ưng. Còn chỗ cũ, xem ra, hai người bọn họ cũng chưa quen biết lâu cho lắm, đã có căn cứ bí mật, chỗ cũ. Ngạo Quân rất nhanh đi đến địa điểm chỉ định, thoạt nhìn, gặp mặt, lần này thực khẩn cấp, quả nhiên không ngoài sở liệu của nàng, Gia Luật Ưng sớm đã chờ ở đó, kỳ thật nàng đến bây giờ cũng không hiểu được, vì cái gì Gia Luật Ưng lại đối xử tốt với nàng như vậy, chẳng lẽ thật là vì muốn nàng đi ăn máng khác? Nhưng chỉ dựa vào hắn đường đường là thái tử một quốc gia, muốn nhân tài nào mà không có, thế nào cũng phải là nàng. Trực giác cũng nói cho nàng biết nguyên nhân không chỉ là như vậy, hẳn là còn có một nguyên nhân lớn hơn nữa, nhưng chính nàng cũng không rõ, nhưng mặc kệ là vì nguyên nhân gì, tóm lại nếu hắn có ý đồ với nàng, nàng cũng sẽ lợi dụng hắn, trước hết thu phục thánh xích rồi nói sau.
vừa thấy Ngạo Quân đúng hẹn mà đến, hơn nữa xem ra thực vội vã tới gặp hắn, Gia Luật Ưng không khỏi cao hứng giống như tiểu hài tử ngoắc mạnh tay. Kỳ thật sau khi Lý Thương đem những lời y nói cho hắn biết, hắn rất vui vẻ lại lo lắng, hắn không dám xác định đây có thật sự hay không. Quân thật sự là bằng hữu của hắn, thật sự lo lắng cho hắn, hắn thực ở trong lòng y giữ lấy một chỗ nhỏ nhoi. Gia Luật Ưng. Ngạo Quân dẫn đầu chào hỏi nói: Quân, ngươi thật sự đến đây. Gia Luật Ưng vui vẻ lôi kéo tay Ngạo Quân, trên mặt cũng không có nụ cười tà giả dối dĩ vãng, mà là tươi cười phát ra từ nội tâm đơn thuần thiệt sự, thật sự giống như là lần đầu tiên hẹn hò, nam sinh ngây ngô đang ở cửa rạp chiếu phim chờ bạn gái. Ưng. Ngạo Quân khẽ lên tiếng, nhìn bộ dáng hoa chân múa tay vui sướng kia của Gia Luật Ưng, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật tàn nhẫn, do nàng có mục đích mới dẫn dụ hắn đến đây, mà hắn lại vì nàng mà đến, còn vui vẻ không thôi như thế, khi hắn biết hắn bị lừa, hắn hội như thế nào? Quân, thấy Ngạo Quân coi như thần du thái hư, Gia Luật Ưng kêu vài tiếng, trong lòng lại đoán, y là đang lo lắng cho ta sao? Gia Luật Ưng, ngươi tìm ta có việc sao? Ngạo Quân cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, cố ý hỏi, sự tình đến bước này, nàng không thể do dự, cho dù làm hắn bị tổn thương, nàng cũng phải làm như vậy, huống chi hắn là thái tử, cả ngày ở trong chỗ âm mưu, bị người điều khiển và điều khiển người, với hắn mà nói hẳn là như cơm bữa đi. Bị lừa không cam lòng nhất định sẽ có, cùng lắm thì bị hắn đánh một chút là tốt rồi, nhưng nàng suy nghĩ sai lầm rồi, điểm ấy, về sau sẽ biết. Không, nghe nói là Quân muốn gặp ta, cho nên ta mới hẹn ngươi ra đây. Gia Luật Ưng nói thẳng, cũng không sợ lấy sự thông minh của Ngạo Quân, hội đoán ra Lý Thương là gian tế hắn phái tới. Ngươi làm sao biết được? Ta chỉ nói qua với Lý Thương, chẳng lẽ Lý Thương là người của ngươi? Ngạo Quân ra vẻ kinh ngạc nói, nàng không thể ngờ được Gia Luật Ưng hội trực tiếp nói như vậy, điều này không phải sẽ để lộ thân phận Lý Thương sao? Thế nhưng lại hắn nói như vậy, vậy chỉ có thể theo lời nói của hắn, mới không bị hoài nghi. Gia Luật Ưng không nói chuyện, nhưng bộ dáng này rõ ràng chính là ở cam chịu, hắn đã để lộ, để cho Quân biết chân tướng sự thật, y sẽ đi nói cho Âu Dương Cẩn Hiên. Vẫn nên giấu đi. Ngạo Quân giống như tự hỏi, nhìn Gia Luật Ưng một chút, bình tĩnh nói, chuyện Lý Thương, coi như ta chưa từng nghe qua, đêm nay ta muốn gặp ngươi, chủ yếu là muốn nói với ngươi một chuyện rất trọng yếu. Là chuyện về huyết hồn thiên can bát quái trận. Gia Luật Ưng hỏi, sau khi Lý Thương bẩm báo với hắn việc này, hắn thực sự bị kinh hách, nhưng đối với chân tướng việc này còn hoài nghi, không phải không tin Thánh Xích Hội làm như vậy, mà là hoài nghi đối với những lời Âu Dương Cẩn Hiên, hơn nữa trên đời thực sự có trận pháp khủng bố như thế. Ân. Ngươi làm sao biết được? Ngạo Quân gật đầu nói, nàng đương nhiên biết vì sao hắn biết được, chính là lấy thông minh của Gia Luật Ưng, một chút sơ hở nho nhỏ, cũng sẽ bị hắn nhìn thấy. Lý Thương nói, Âu Dương Cẩn Hiên đã đem việc này nói ra. Gia Luật Ưng cười cười nói, tự hồ đối với việc này không chút nào để ý, một lòng chỉ chuyên chú cho cầm bàn tay nhỏ bé của Ngạo Quân sờ lên, cảm giác thật sự hảo hảo, so với gì một nữ nhân còn xinh đẹp hơn, thật sự là làm người ta yêu thích không muốn buông tay. Ngươi không tin? Ngạo Quân thản nhiên nói, muốn rút tay về, tay nàng có gì đẹp chứ? Hơn nữa hắn như thế nào có thể sờ tay nàng như vậy? Ta đối với những lời của Âu Dương Cẩn Hiên có điểm hoài nghi. Gia Luật Ưng nói thẳng, đem tay Ngạo Quân cầm càng chặt hơn, không cho y đào thoát, nếu đã nắm lấy sẽ không buông tay. Vậy đối lời của ta nói? Ngạo Quân hỏi ngược lại, nàng chỉ biết lấy cẩn thận của hắn và cừu hận đối với Cẩn Hiên, sẽ không có khả năng dễ dàng chấp nhận như thế, cho nên nàng lại vì hắn chuẩn bị một liều thuốc mạnh, mà liều thuốc mạnh kia chính là nàng. Nếu Quân thật là thiệt tình đối đãi, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi. Gia Luật Ưng hồng mâu yêu giả thẳng tắp nhìn vào sâu trong đáy mắt Ngạo Quân, muốn từ đó nhìn thấy ý nghĩ chân thật của Ngạo Quân. Quả nhiên là Gia Luật Ưng thường xuyên bị vây trong âm mưu, rất khó đi tin tưởng một người. Ta đối đãi ới bằng hữu cho tới bây giờ đều là 100% thiệt tình. Ngạo Quân kiên định nhìn lại hắn nói, trong lòng lại nói, tuy nhiên, ngươi ta là bằng hữu, cũng là địch nhân, Cẩn Hiên mới là bằng hữu của ta. Ánh mắt là nơi không nói dối, ta tin tưởng ngươi. Gia Luật Ưng nghe được đáp án vừa lòng, vui vẻ cười ha ha, Lý Thương đem những lời Quân nói cho hắn biết, Quân nói hắn là của bằng hữu y, Quân nói bằng hữu chân chính không cần thân phận địa vị, bằng hữu chân chính là loại cảm giác, chính là, Quân, ngươi ta không phải là bằng hữu đơn giản như vậy. Gia Luật Ưng trong lòng kiên định thề với chính mình. Hảo, một khi đã như vậy, ta nói cho ngươi, những lời Cẩn Hiên đều là sự thật, huyết hồn thiên can bát quái trận một khi thành hình, lực lượng khủng bố này,
thật sự không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ta dám khẳng định, ngày trận pháp thành hình, Thánh Xích nhất định hội xuống tay với ngươi, sau đó hắn nhất định hội diệt Thương Liêu quốc, và mục tiêu kế tiếp chính là Long Hiên hoàng triều, ngay sau đó chính là toàn bộ thiên hạ. Ngạo Quân nghiêm túc nói, lời này tuyệt đối là thật, chẳng qua nói Thánh Xích hội xuống tay với hắn, trong đó còn có kế hoạch của nàng. Ngươi nói đều là sự thật, trong thiên hạ thật sự có trận pháp như vậy? Gia Luật Ưng cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, bình tĩnh hỏi. Ưng, ngươi hẳn là tối rõ ràng Thánh Xích là loại người nào, kỳ môn độn giáp của Thánh Tiên môn lợi hại nhất, mà Thánh Xích lại là môn chủ, hội người trấn môn chi trận của Thánh Tiên môn biết được trận này tuyệt không kỳ quái, mà Thánh Xích là người tà ác như vậy, dùng huyết hồn pháp, cũng có tình lý bên trong, điểm ấy, ngươi hẳn là tối rõ ràng. Ngươi nói đúng vậy, hừ, trách không được. Gia Luật Ưng suy nghĩ một chút, Quân nói rất hợp tình hợp lý, nhớ ngày đó, khi Thánh Xích giảng trận này cho hắn, hắn liền cảm giác hắn là giảng một nửa lưu một nửa. Hơn nữa khi hắn hỏi Thánh Xích vì sao phải lấy máu tươi của mấy vạn tướng sĩ Thương Liêu quốc, Thánh Xích lại nói đến lúc đó, hắn sẽ biết. Hừ, thì ra là thế a. Quân, ngươi đã hiểu được trận này, vậy có thể có phương pháp giải quyết. Gia Luật Ưng chân thành nhìn về phía Ngạo Quân nói, hắn không thể để Thương Liêu quốc có chuyện, không thể để Phụ Hoàng có chuyện. Thiên can bát quái trận, trước mắt, ta vẫn chưa nghĩ ra biện pháp phá giải, về phần huyết hồn pháp. Có thì có, bất quá thành cũng bất thành, nhìn ngươi. Ngạo Quân nhìn thật sâu Gia Luật Ưng liếc mắt một cái nói, cái dạng hiện tại này của hắn, tương tự như Cẩn Hiên ngày đó, kỳ thật hai người bọn họ đều có chung một điểm, chính là bọn họ đều thực yêu chính quốc gia của mình, cũng yêu chính người nhà của mình. Nhìn ta, lời này giảng như thế nào? Gia Luật Ưng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ngạo Quân, giống như đệ tử hảo khiêm tốn thỉnh giáo. Huyết hồn vốn là tướng sĩ Thương Liêu quốc biến thành, lúc này bọn họ còn lưu lại một chút ý thức, một khi thành hình, bọn họ mới hoàn toàn bị chi trận khống chế, cho nên ngươi, Ngạo Quân tựa vào bên tai Gia Luật Ưng nói cho hắn biết phương pháp phá giải huyết hồn. Theo Ngạo Quân tới gần, từng trận mùi thơm tràn ngập cảm quan toàn thân của Gia Luật Ưng, làm dục vọng của hắn không ngừng tăng vọt, tay từng chút từng đặt lên thắt lưng của Ngạo Quân, bên tai nghe y kia thanh âm tuyệt vời dùng nói với hắn. Ngạo Quân chuyên chú truyền thụ phương pháp phá giải huyết hồn lại đối với hành động của Gia Luật Ưng không hề có cảnh giác, thẳng đến khi Gia Luật Ưng thanh âm tà mị ở bên tai nàng vang lên, ta sẽ làm theo những lời ngươi nói, sau khi sự tình giải quyết xong, ta muốn ngươi đi theo ta, vĩnh viễn ở lại bên người ta, không rời. Nói xong còn khẽ cắn lỗ tai Ngạo Quân một chút, vừa lòng cảm giác được Ngạo Quân run rẩy. Gia Luật Ưng phục hồi tinh thần lại, Ngạo Quân đẩy mạnh Gia Luật Ưng ra, lại là cái loại cảm giác này, giống như khi Cẩn Hiên hôn môi nàng, Gia Luật Ưng cắn lỗ tai nàng một cái, toàn thân nàng liền trở nên khô nóng kỳ dị, nhưng tự hồ cảm giác lại có điểm không giống với Cẩn Hiên. Nhớ kỹ lời ta nói, ta đi trước. Gia Luật Ưng khàn khàn nói, trên mặt một bộ ẩn nhẫn, tái thật sâu nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái, sau đó giống như có quỷ đuổi theo phía sau, bay nhanh chạy vội về phía quân doanh của mình. Hắn không nghĩ tại thời khắc này cưỡng bức quân, cho nên hắn chạy nhanh trở về để kìm nén dục vọng. Chỉ còn Ngạo Quân lưu lại vẻ mặt kỳ lạ nhìn phía Gia Luật Ưng biến mất, chuyện gì vậy? Vừa nãy không phải nói hảo hảo sao? Hắn vừa mới nói. A. À. Hậu tri hậu giác Ngạo Quân thế này mới nhớ tới những lời Gia Luật Ưng vừa mới nói, hắn nói muốn nàng đi cùng hắn, vĩnh viễn ở lại bên người hắn, còn không rời xa. Này không phải là lời người yêu nói với nhau hay sao? Chẳng lẽ hắn yêu thương nàng? Không, không, nàng hiện tại là nam nhân giả dạng, hắn như thế nào có khả năng hội yêu thương nàng đâu? Chẳng lẽ hắn là đồng tính, có bệnh thật sao? Hồi tưởng lại, hắn đối với nàng đủ loại không bình thường, còn có ngọc bội trân quý kia, nàng thân là ngu ngốc với tình yêu, rốt cục mới tràn đầy cả kinh nhận ra, Gia Luật Ưng thật sự yêu thương nàng. Nhưng nàng tiếp cận hắn lại chỉ vì lợi dụng hắn. Ngạo Quân trong lòng vô cùng buồn phiền đi về phía quân doanh Long Hiên, đối với vấn đề Gia Luật Ưng thật sự yêu thượng nữ phẫn nam nhân như nàng hay không, dạo nàng cả đêm đều ngủ không được, xem ra lại một đêm không ngủ, trời ạ. Không cần tái ngoạn nàng, trước một Âu Dương Cẩn Hiên đem nàng làm thế thân, lại đến một Gia Luật Ưng thích nam nhân, làm hại nàng yêu nhất ngủ phỉ mất ngủ, rõ ràng muốn giết nàng mà. Gia Luật Ưng, ngươi có ý tứ gì? Gia Luật Ưng vừa tiến vào nội trướng của hắn, chỉ thấy Thánh Xích ngồi tà ở vị trí của hắn, lãnh thanh hỏi. Nội trướng còn có Sở Phi cùng phó tướng cầm kiếm trên tay chỉ về Thánh Xích, mà dưới đất lại có một người đang bị trói quỳ ở đó. Vừa thấy người kia, Gia Luật Ưng trong lòng cả kinh, đó là thủ hạ kỳ nhân của hắn, Gia Xưng, Vô Ảnh Thần Trộm,
trên đời không có gì hắn trộm không được, mà kẻ đó đúng là người hắn phái đi lấy trận đồ thiên can bát quái trận của Thánh Xích, thế nhưng đã bị bắt. Trong lòng mặc dù ngàn tư trăm chuyển, mặt ngoài vẫn như cũ tà tà cười nhìn Thánh Xích đang ngồi ở vị trí của hắn, nhưng thanh âm lại làm cho người ta tràn ngập áp bách. Thánh môn chủ, bản thái tử mới muốn hỏi ngươi, đây là ý tứ gì? Chẳng lẽ thái tử muốn nói với bổn tọa, ngươi không biết người này? Thánh Xích vẫn như cũ động cũng không động tà nghệ nói với Gia Luật Ưng, trong mắt lửa giận cũng càng sâu. Nhận thức, hắn là Vô Ảnh Thần Trộm thủ hạ của bản thái tử, thì tính sao? Gia Luật Ưng xoay áo choàng, an vị ngồi xuống, phó tướng đã chuẩn bị tọa ỷ, chẳng hề để ý tà cười nói. Như thế nào? Hừ, người này dám đến nội trướng của bổn tọa đào trộm trấn môn chi bảo của bổn môn, không biết thái tử phải xử lý như thế nào đây? Thánh Xích rốt cục cử động, hai tay xanh xao đặt lên trên bàn, hừ lạnh nói. Nga, này a, là bản thái tử gọi hắn đi, bản thái tử chỉ là tò mò, trấn môn chi bảo của thánh tiên môn rốt cuộc là cái quỷ gì, cho nên đã kêu hắn tới đây mang đến cho ta nhìn xem. Biết môn chủ bận quá, cho nên không thông tri với ngươi mà thôi, môn chủ liền vì cái việc nhỏ này mà sinh khí. Gia Luật Ưng miễn cưỡng lại không sao cả nói, căn cứ chính xác đúng lý hợp tình theo lời nói Thánh Xích càng giống như một kẻ nhỏ mọn. Ngươi, hừ, trấn môn chi bảo của bổn môn đâu phải là vật mà tạp vụ nhân có thể nhìn xem liền biết, thái tử vẫn nên không cần lãng phí thời gian. Thánh Xích cũng không phải người bình thường, trong ngữ khí mang âm vị phản kích, hảo ngươi cái Gia Luật Ưng, dám khinh thường bổn tọa như vậy, coi bổn tọa không ra gì. Thánh Xích, đây là địa bàn của bản thái tử, không phải của thánh tiên môn ngươi, bản thái tử muốn lấy cái gì mượn cái gì, không cần ngươi phê chuẩn, cho dù là muốn mạng của ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn giao nộp. Hừ, Gia Luật Ưng cũng phát hỏa, vỗ bần đứng lên, cả giận nói, Thánh Xích không nói thì thôi, vừa nói, đã không ngừng châm chọc hắn, một kẻ không hiểu kỳ môn độn giáp, ngoan ngoãn giao nộp mấy vạn tánh mạng tướng sĩ sao? Cũng dám lợi dụng hắn, hắn hận nhất người ta lợi dụng hắn ghét nhất bị người vui đùa. Gia Luật Ưng, không cần làm bộ mặt không biết xấu hổ, địa bàn của ngươi. Muốn giết ta? Hừ, ngươi cho là ngươi có thể làm được việc đó? Chỉ bằng 10 vạn đại quân kia, ha ha ha. Bổn tọa nói cho ngươi, chỉ cần một cái ngón tay của ta, ngươi với 10 vạn đại quân này của ngươi sẽ hóa thành tro tàn. Thánh Xích cũng tức giận tận trời vỗ bàn mà nói, hừ, nếu không phải bởi vì Gia Luật Ưng, khi đó có thể đem 10 vạn đại quân Long Hiên tiêu diệt hết, lúc này huyết hồn thiên can bát quái trận uy lực đã lớn hơn nữa, thế nhưng lại dám liên hợp với Mạc Quân đến đối phó hắn, đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hừ, từ trước tới nay chỉ có hắn ngoạn người, không người nào có thể ngoạn được hắn. Ha ha, Thánh Xích, rốt cục ngươi đã thừa nhận, hừ, hôm nay bản thái tử sẽ vì mấy vạn huynh đệ uổng mạng vô tội mà báo thù. Gia Luật Ưng cười lớn, rút ra Hỏa Vân kiếm chỉ vào Thánh Xích, hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại không ở trong trận, Thánh Xích không phải đối thủ của hắn, chỉ cần giết Thánh Xích, cái huyết hồn thiên can bát quái trận tự động bị phá. Hừ, Gia Luật Ưng, ngươi cho là ngươi giết được ta sao? Nói thật cho ngươi biết, dùng mấy vạn tướng sĩ kia của ngươi để khởi động trận pháp là chuyện vĩ đại nhất từ trước tới nay, huyết hồn thiên can bát quái trận uy lực lớn nhất. Hừ, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, bất quá có thể nói cho ngươi biết, bổn tọa đã hấp thu năng lượng trong trận, võ công đã là thiên hạ vô địch, dựa vào ngươi đã nghĩ giết ta. Ha ha, Thánh Xích tự cao tự đại cười ha hả. Vậy thử xem. Gia Luật Ưng đã hạ quyết tâm muốn giết hắn, nhảy dựng lên, đâm thẳng trái tim Thánh Xích. Muốn chết? Thánh Xích cũng cả giận hô một tiếng, tránh được một kiếm trí mạng của Gia Luật Ưng, đồng thời xuất chưởng, chưởng phong lướt qua, chúng vật trở thành tan xương nát thịt. Nội trướng không gian quá nhỏ, hai người đánh nhau một hồi liền ra ngoài nội trướng, thân đồ Sở Phi cùng phó tướng vẫn đứng một bên, hai đại cao thủ giao chiến, bọn họ muốn hỗ trợ, nhưng căn bản ngay cả thân bọn họ cũng xông vào không được, lúc này cũng chỉ có thể theo ra, chỉ thấy hai người đánh thành một đoàn, không biết rốt cuộc là ra cái chiêu gì. Binh lính Thương Liêu cũng không biết phát sinh chuyện gì, hảo hảo như thế nào, thái tử cùng thánh quân sư tại sao lại đánh nhau. Người đứng nhìn nhìn không ra môn đạo gì, người đang đánh, trong lòng lại thập phần sáng tỏ, Gia Luật Ưng càng đánh, trong lòng càng sợ, võ công Thánh Xích thật là tiến bộ thần tốc, nội lực thâm sâu này, đã bỏ xa hắn, tái đánh tiếp, hắn nhất định thất bại. Thánh Xích lại lạnh lùng nhìn Gia Luật Ưng càng ngày càng khó chống đỡ thế công của hắn, trong lòng cười lạnh, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, vốn tưởng lưu ngươi đến đêm mai, cho ngươi với Mạc Quân âu yếm của ngươi cùng mấy vạn tướng sĩ kia đoàn viên, hiện tại, muốn trách thì trách ngươi chọc giận bổn tọa, muốn trộm bát quái trận, hừ, nếu chính là như vậy, bổn tọa có lẽ còn có thể tạm thời bỏ qua cho ngươi,
nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên hủy đi đan dược trường sinh bất lão hắn tân tân khổ khổ luyện chế. Khi nghĩ đến bất lão dược kia, Thánh Xích sát ý mạnh thêm, hét lớn một tiếng, đánh tới ngực Gia Luật Ưng, mắt thấy sẽ đánh trúng, lại đột nhiên ở phía sau hắn, một đạo kiếm khí sắc bén phá không mà đến, công lực thật mạnh, kiếm khí thật mạnh, Thánh Xích cả kinh, vội vàng phát công trở lại ngăn cản. Gia Luật Ưng thừa dịp khe hở này, một chưởng đánh về phía sau lưng Thánh Xích, Thánh Xích hộc mạnh ra một miệng máu to, chật vật ngã nhào xuống. Lúc này, trên người một vật gì đó rơi ra, Thánh Xích lại tự hồ không nhận biết, lắc đứng lên, kinh hoảng nhìn về bốn phía, không chút nào cảm giác được có hơi thở của cao thủ. Đáng sợ, võ công của người từ nơi bí mật gần đó thật sự quá lợi hại, đáng sợ, võ công người nọ đến tột cùng cao đến bậc nào. Gia Luật Ưng cũng cảm giác được vừa nãy có một cao thủ xuất hiện, cứu hắn một mạng, nhưng hiện tại hắn lại hoàn toàn không cảm thấy hơi thở của người nọ, là ai đang âm thầm tương trợ hắn. Hiện tại bị thương, không thể gây thương tổn Gia Luật Ưng, hơn nữa người trong tối cũng không biết có ý đồ gì. Thánh Xích hảo hán không ngại thiệt trước mắt, thừa dịp Gia Luật Ưng nhất thời không chú ý, nhảy ra ngoài, đào tẩu. Thân đồ Sở Phi muốn đuổi theo, lại bị Gia Luật Ưng ngăn cản nói, đừng đuổi theo, ngươi đuổi không kịp hắn, hắn sẽ còn tìm đến bản thái tử. Sau đó ý bảo phó tướng đem vật Thánh Xích vừa mới làm rớt xuống nhặt lên xem. Vừa thấy không khỏi mừng rỡ như điên, là trận đồ Thiên Can Bát Quái trận, thật tốt quá. Chỗ tối, một bạch y thân ảnh, đưa kiếm trên tay thu hồi bên hông, như quỷ mị không tiếng động biến mất ở trong đêm tối. Chương 42, phá trận thường. Ngạo Quân ngồi ở trên giường, tấm da dê cầm trên tay hé ra, chuyển lại gần, di chuyển qua lại tựa hồ đang nghiên cứu cái gì. Đột nhiên trên tay trống không, tấm da dê bị người cầm đi, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Ngọc Nhi cầm tấm da dê kia lạnh lùng nhìn nàng, hoàn toàn không giống như bình thường dịu ngoan nhìn nàng. Ha ha, xem ra là muốn động thủ, cũng tốt, sớm động thủ sớm xong việc. Ngọc Nhi, đừng đùa, cái đó rất quan trọng, mau trả lại cho ta. Ngạo Quân làm bộ như nhìn không thấy chuyển biến của Ngọc Nhi, vươn tay thúc giục nói. Diễn còn phải tiếp tục diễn a? Nga, quan trọng như vậy. Là cái gì a? Không nói, sẽ không trả lại cho ngươi. Ngọc Nhi nhíu mày cười lạnh nói. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao, đây là vật người kia giao cho ta, hắn đã lấy được từ chỗ Thánh Xích, Bát Quái trận trận đồ, ta cũng đã nghiên cứu ra cách phá giải rồi, đây cũng là phương pháp giải trận hắn chỉ cho ta, có thành công hay không phải dựa vào nó, rất trọng yếu, đừng làm hỏng, mau cầm lại đây. Ngạo Quân vội vàng nói, có thể thấy được vật nọ có bao nhiêu quan trọng. Kỳ thật cũng rất quan trọng, không có nó, như thế nào có thể lừa được Thánh Xích. Nếu ta nói không, Ngọc Nhi đột nhiên kiều mị nói, còn cầm vật đưa qua đưa lại, vui đùa. Ngọc Nhi, đừng đùa nữa. Ngạo Quân bộ dáng có điểm nóng nảy. Hừ, đùa. Ha ha. Mạc Quân, ngươi có biết mấy ngày nay ta đùa với ngươi, ta cảm thấy có bao nhiêu ghê tởm không? Rõ ràng là một kẻ háo sắc, còn cải trang giả dạng, nghĩ mình là chính nhân quân tử. Ta phi, Ngọc Nhi đột nhiên bộ mặt trở nên dữ tợn, khinh thường đùa cợt nói. Ngọc Nhi, ngươi đang nói cái gì a? Đừng đùa được không? Ngạo Quân cười hi hi đứng lên nói, chậm rãi đến gần Ngọc Nhi. Bộ dáng thật cẩn thận, giống như là tiểu nam nhân đáng thương sắp bị người yêu có ý đồ lừa mình vứt bỏ. Mạc Quân, ta thực cảm thấy bi ai cho ngươi, đến bây giờ còn chưa rõ tình hình. Ha ha. Nói thật cho ngươi biết, ta không phải là cái gì Mộ Dung Ngọc, ta gọi là Xích Ngọc, tiếp cận ngươi, hừ, chẳng qua là phụng mệnh làm việc mà thôi. Cho tới bây giờ ta vốn không có thích ngươi, ngược lại, ta thực chán ghét ngươi, hận không thể giết ngươi, nếu ngươi chết, hắn sẽ là của ta. Hướng tới gần Ngạo Quân, Xích Ngọc đưa tay đặt kiếm lên cổ Ngạo Quân. Nếu không phải có lệnh của chủ tử, phải dụ y ra ngàn dặm pha, nàng thật muốn ngay tại nơi này kết liễu y. Không, đây không phải sự thật, chỉ là ngươi đang trách ta vừa nãy không để ý tới ngươi, mới nổi giận với ta như vậy, ta đáp ứng ngươi, sẽ không bỏ mặc ngươi, ngươi đừng đùa như vậy được không? Đùa như vậy không buồn cười chút nào, Ngọc Nhi, Ngạo Quân một bộ không thể tin phe phẩy đầu, thật sâu nhìn chăm chú vào Xích Ngọc nói, một bên cẩn thận muốn đưa tay đẩy kiếm ra, nhìn như là bạn gái vô tình bỏ đi, mà nam tử đáng thương thì đang cầu xin bạn gái đừng rời đi. Ha ha, không thể tưởng được thiên hạ đệ nhất quân sư cũng là người ngu xuẩn như vậy, ta nói cho ngươi biết, ta không đùa với ngươi, người Xích Ngọc ta yêu cho tới bây giờ chính là Âu Dương Cẩn Hiên, về phần ngươi, hừ. Qua đêm nay, ngươi có thể vĩnh viễn làm xuân thu đại mộng của ngươi, ha ha, Xích Ngọc lại đưa thanh kiếm trở về cổ Ngạo Quân,
khinh thường cười lớn nói: "Cái gì? Ngươi yêu là Cẩn Hiên?" Ngạo Quân khiếp sợ hỏi. Một câu này không phải là diễn trò, mà là chân chính khiếp sợ. Xích Ngọc yêu Cẩn Hiên, này, điều đó không có khả năng a. Hai người căn bản là chỉ gặp mặt vài lần. Hồi tưởng lại khi nàng ta nói nàng ta yêu Cẩn Hiên, lòng của nàng bất giác căng thẳng, giống như có cái gì đó đặt ở trong ngực. Nàng ta yêu Cẩn Hiên, vậy Cẩn Hiên thì sao? Từ lúc Xích Ngọc xuất hiện, nàng thường xuyên cảm thấy được hận ý nàng ta đối với nàng, thậm chí là sát ý. Nàng vẫn không rõ vì cái gì, cho dù là vì chủ tử, có tất yếu phải cừu hận lớn như vậy không? Nguyên lai, là vì Cẩn Hiên. Cẩn Hiên, hừ, dựa vào cái gì ngươi xứng gọi tên hắn, ta thật không hiểu được, ngươi rốt cuộc có cái gì hảo, vì cái gì ai cũng thích ngươi, chỉ Gia Luật Ưng thì thôi đi, vì cái gì ngay cả chiến thần xuất sắc như thế cũng cuồng dại với ngươi như thế. Từ 3 năm trước đây, tâm của ta cũng chỉ dành cho Cẩn Hiên, mà tâm Cẩn Hiên cũng chỉ có thể là của ta, ngươi dựa vào cái gì chiếm tâm của hắn, chỉ cần ngươi chết, hắn sẽ là của ta. Ha ha, Xích Ngọc tự hồ có điểm điên cuồng gào thét, cả người tản mát ra sát khí đặc hơn. Cẩn Hiên cuồng dại với ta. Ha ha, ngươi lầm rồi, người hắn yêu chỉ có Tuyết mà thôi, đối với ta, có lẽ hắn chỉ là đem ta trở thành bóng dáng của Tuyết, mà đối với ngươi, vĩnh viễn hắn cũng sẽ không yêu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại bày ra bộ dáng vô cùng đau đớn vội vàng nói, Ngọc Nhi, ngươi đừng vọng tưởng, Cẩn Hiên hắn sẽ không yêu ngươi, chỉ có ta mới, chính là nói đến một nửa, đã bị Xích Ngọc trống giận cấp đánh gãy. Tâm miệng. Đi. Xích Ngọc không muốn nghe Ngạo Quân nói tiếp nữa, kiếm càng gần sát cổ Ngạo Quân, gầm nhẹ nói. Xích Ngọc đem kiếm đặt tại cổ Ngạo Quân, hai người chậm rãi đi ra doanh trướng, Ngạo Quân vẫn giả dạng bộ dáng sợ hãi, càng làm cho Xích Ngọc khinh thường. Binh lính ở trướng ngoại vừa thấy Ngọc Nhi cô nương mà Mạc quân sư thương yêu nhất đang cầm kiếm đặt tại cổ quân sư, đều sợ tới mức không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể nghi hoặc nhìn hai người chậm rãi đi qua trước mắt bọn họ. Cẩn Hiên vừa nghe thấy đã nhanh chóng chạy tới rồi rất nhanh trao đổi ánh mắt với Ngạo Quân, tiếp theo nổi giận nói, Ngọc Nhi cô nương, ngươi làm cái gì vậy, mau thả quân ra. Quân kêu hảo thân thiết a. Xích Ngọc ê ẩm nói với Cẩn Hiên, trên tay lực đạo càng nặng, xuất hiện một chút tơ máu. Bổn vương nói lại lần nữa, mau thả quân ra, nếu không, đừng trách bổn vương không khách khí. Cẩn Hiên gấp đến độ tiến lên từng bước, trong mắt tràn đầy đau lòng, lớn tiếng uy hiếp nói. Cho dù biết rõ đây là kế sách, nhưng quả thật khi nhìn thấy tơ máu trên cổ Ngạo Quân, Cẩn Hiên trong lòng tê rần, hận không thể chịu đau thay cho y, biết rõ kế hoạch lần này nguy hiểm như thế, mà y lại chỉ biết một chút công phu mèo quào, tại sao hắn lại đáp ứng kế hoạch của y. Cẩn Hiên hiện tại bắt đầu hối hận. Không khách khí. Ha ha, Mạc quân ở trên tay ta, ngươi có năng lực gì mà đối đãi không khách khí với ta. Ha ha, Xích Ngọc điên cuồng cười lớn, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn nước mắt. Trong lòng hắn đang đau cho y, đang khẩn trương cho y, vì y, lớn tiếng uy hiếp nàng, chẳng lẽ, trong lòng của hắn, nàng thật sự một chút địa vị cũng không có sao. Vương gia, phát sinh chuyện gì? Từ phía sau các vị tướng quân cũng đã tới, cũng bị tình huống hỗn loạn trước mắt dảo đến khó hiểu, chỉ có thể ra tiếng hỏi vương gia, chỉ thấy vương gia không để ý đến bọn hắn, vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào phía trước. Nhìn theo ánh mắt của vương gia, mọi người lại cả kinh, ở đây đang diễn ra chuyện gì a? Quân, ngươi không sao chứ? Vương gia đây là có chuyện gì? Ngụy Tử Tề vừa thấy Ngạo Quân liền chấn kinh, trên cổ còn có tơ máu, gấp đến độ, những bất hòa lúc trước, đều tạm gác lại, hiện tại hắn chỉ muốn biết, Ngọc Nhi kia vì sao lại kèm hai bên quân? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hừ, lại tới một người nữa. Xích Ngọc đột nhiên nói một câu khó hiểu. Ngươi trốn không thoát đâu, mau thả quân ra. Cẩn Hiên không trả lời. Ngụy Tử Tề lại không để ý tới Xích Ngọc, chỉ trầm giọng nói với Xích Ngọc, vung tay lên, một đội cung thủ liền xuất hiện ở trước mặt Xích Ngọc. Trốn không thoát? Ta cũng không tin, mặt quân của ngươi còn đang trong tay ta. Xích Ngọc cười yêu giả, đối với Cẩn Hiên ái muội nói, sau đó liền biến sắc, hét lớn, không muốn y chết, đều tránh ra cho ta. Kiếm trên tay càng kề sâu vào, đã có máu chảy ra. Mặt biến sắc cực nhanh, làm Ngạo Quân bị nàng kèm hai bên đang đổ máu cũng không ngừng ở trong lòng tán thưởng nói, hảo một tắc kè hoa xinh đẹp a. Đừng, đừng làm bị thương y. Ngụy Tử Tề khẩn trương ra tiếng nói, lại chuyển hướng Cẩn Hiên nói, vương gia, ý tứ thập phần rõ ràng, phóng nàng đi thôi. Chỉ cần nàng không làm quân bị thương. Cẩn Hiên trầm mặt một chút, tay lại là vung lên,
Mọi người vây quanh chậm rãi tản ra, Xích Ngọc kèm hai bên Ngạo Quân không coi mọi người ở đây ra gì đi ra doanh trướng Long Hiên. Thấy Âu Dương Cẩn Hiên vẫn mang theo người theo sát phía sau, Xích Ngọc đột nhiên xoay người lại, quỷ mị cười nói, đứng ở kia cấm nhúc nhích, nếu ta bị dọa, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra a. Nghe những lời này, Cẩn Hiên chỉ phải hạ lệnh, không thể hành động thiếu suy nghĩ, trơ mắt nhìn hai người càng lúc càng xa, thẳng đến khi không còn thấy thân ảnh hai người. Vương gia, làm sao bây giờ? Quân sư y, Ngụy Tử Tề vẻ mặt hốt hoảng nhìn về phía Cẩn Hiên, hắn muốn đi cứu quân. Tử Tề, đừng lo lắng, quân không có việc gì. Cẩn Hiên tuy là nói với Ngụy Tử Tề, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chăm chú vào nơi Ngạo Quân biến mất. Hừ, ta đã sớm nhìn ra nữ nhân kia không phải người tốt, nhưng chính quân sư lại bị nàng mê hoặc không rõ thực hư. Tốt lắm, tự lãnh hậu quả đi. Triệu Chi Dương khinh thường hừ lạnh nói. Kỳ thật nội tâm cũng thực lo lắng cho an toàn của Ngạo Quân, nhưng vẫn còn tức chuyện Ngạo Quân đánh Nguyệt Oánh, làm Nguyệt Oánh thương tâm mà thôi, về phần chuyện đánh hắn, hắn chẳng để ý tới. Chi Dương, Ngụy Tử Tề sinh khí rống Triệu Chi Dương một tiếng, hắn biết Chi Dương còn sinh khí, nhưng tại thời điểm này còn nói như vậy, cũng đã quá phận. À, Triệu Chi Dương còn muốn nói cái gì, lại bị Cẩn Hiên đánh gãy. Được rồi. Cẩn Hiên trầm giọng nói, lại quay đầu đối với mọi người, vững vàng nói, các vị tướng quân, quân sư cho tới bây giờ vốn không bị Ngọc Nhi mê hoặc, này hết thảy chỉ là một cái kế mà thôi, một cơ hội duy nhất có thể phá trận huyết hồn thiên can bát quái. Cái gì? Vương gia, ngươi nói những chuyện này hết thảy đều là kế, có ý tứ gì? Vị Tử Tề nửa là kinh hỉ nửa là nghi hoặc nói, thật sự chính là một kế sách sao? Hắn chỉ biết quân không phải người như vậy, chính là đây là kế gì? Vì cái gì lại phải gạt bọn họ? Đúng vậy. Vương gia, ngươi nói chúng ta trách lầm quân sư sao? Triệu Chi Dương vội vàng hỏi. Bọn họ thật sự trách lầm quân sư sao? Quân sư thật sự cho tới bây giờ vốn không có phản bội Nguyệt Oánh. Chẳng lẽ quân sư đã sớm biết Ngọc Nhi kia không phải người tốt? Hồng tướng quân cũng mở miệng hỏi nói. Vương gia, quân sư y, tất cả mọi người đã phạm sai lầm sao? Ra tiếng hỏi, việc này đối với bọn họ mà nói, quá trọng yếu, quân sư vẫn là người bọn họ tối ngưỡng mộ, đột nhiên biến thành như vậy, làm trái tim bọn họ đều thực băng giá, giống như là vẫn luôn tín ngưỡng vị thần, đột nhiên có một ngày, có người nói cho ngươi, kia không phải là thần, đó là ma. Hiện tại vương gia nói như vậy, làm bọn họ lại lần nữa có hy vọng, bọn họ tín ngưỡng không có sai. Việc này hiện tại không tiện nói rõ, có khả năng quân sư đã vào trong huyết hồn thiên can bát quái. Bổn vương phải đi đến đó, đêm nay chính là cực âm chi đêm, thành bại chính là lúc này. Cẩn Hiên thanh âm trầm thấp chậm rãi rơi vào trong tai mỗi người, làm cho bọn họ đều tĩnh lặng lại. Cẩn Hiên nhìn quét mọi người liếc mắt một cái, xoay người đi về phía trước, đi vài bước rồi ngừng lại, nhưng không quay đầu nói, không có mệnh lệnh của bổn vương, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi theo. Ngừng một chút, lại nói, nếu bổn vương và quân sư đều không trở về, Tử Tề, ngươi tạm thời tiếp lãnh đại quân, rút về Lạc Vân Thành, báo cáo chi tiết tình huống cho hoàng thượng. Nói vừa xong, người đã biến mất ở trước mắt mọi người. Chi Dương, quay về, ngươi muốn cải quân lệnh của vương gia sao? Thấy Triệu Chi Dương muốn đuổi theo, Ngụy Tử Tề lớn tiếng quát. Cho dù phải bị quân pháp xử trí, ta cũng phải đi, ngươi vừa nãy không nghe vương gia nói sao? Đó là di ngôn, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Ta không thể để vương gia và quân sư có việc a. Triệu Chi Dương cũng gào thét lớn, xoay người liều lĩnh chạy về phía trước. Ngụy Tử Tề nhảy về phía trước, đi tới trước mặt Triệu Chi Dương, nắm nhanh lấy bả vai Triệu Chi Dương, hoảng hốt nói, bình tĩnh một chút, ngươi đi thì làm được gì? Ngươi giúp được họ sao? Hắn cũng muốn cùng đi, dù có chết, cũng muốn chết cùng một chỗ với bọn họ, nhưng không thể được, vương gia đã đem tánh mạng toàn quân tướng sĩ đặt lên tay hắn, hắn không thể xúc động. Nghe những lời ấy, Triệu Chi Dương suy sụp, toàn thân vô lực nói, vậy làm sao bây giờ? Tử Tề, bộ dáng mê man, giống như tiểu hài tử không tìm thấy đường về nhà. Các tướng quân khác cũng cùng nhau nhìn về phía Ngụy Tử Tề, mỗi người thần sắc lo lắng trên mặt là rõ ràng như vậy, các tướng quân lúc này là mê man như vậy. Mọi người về doanh trước đi. Chúng ta phải tin tưởng vương gia và quân sư, chỉ là một cái huyết hồn thiên can bát quái trận thì làm sao làm khó được lãnh diện chiến thần và thiên hạ đệ nhất quân sư. Ngụy Tử Tề trấn an tinh thần lớn tiếng nói. Mọi người thấy Ngụy Tử Tề đã nói như vậy, cũng chỉ có thể về doanh trước, bọn họ phải tin tưởng vương gia và quân sư. Trên ngàn dặm pha,
Ngạo Quân bị Xích Ngọc kèm ở hai bên tiến nhập vào trong trận huyết hồn thiên can bát quái trận, ô ô. Thanh âm gào khóc thảm thiết là cỡ nào khủng bố, cỡ nào âm trầm. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một chút, đêm nay ánh trăng vừa to vừa tròn, chung quanh tản ra hào quang làm cho người ta cảm thấy thần bí, quả nhiên là cực âm chi đêm, âm khí càng ngày càng nặng, uy lực thiên can bát quái trận đã cảm thấy yếu bớt rõ ràng. Giờ tí đã đến, Gia Luật Ưng cũng mau tới đi. Quả nhiên là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, thật là, Ngạo Quân ở trong lòng vừa mới nghĩ tới hắn, Gia Luật Ưng liền xuất hiện. Gia Luật Ưng vừa mới đến, liền thấy Ngạo Quân bị Xích Ngọc lấy kiếm đặt trên cổ, sợ tới mức hắn trong lòng cả kinh, bước nhanh đi tới trước mặt hai người, vội vàng nói, Quân, Xích Ngọc làm gì ngươi? Mau thả Quân ra. Nhìn thấy vết máu trên cổ Ngạo Quân, Gia Luật Ưng đôi mắt màu đỏ như thiêu đốt càng thêm đỏ tươi, càng thêm thị huyết, hận không thể đem Xích Ngọc bầm thay vạn đoạn vì dám gây thương tổn Quân. Xích Ngọc nhìn thấy hồng mâu vệ huyết của Gia Luật Ưng thì cả người run lên, tay cầm kiếm cũng run lên, nhưng nghĩ đến bọn họ chẳng qua là người sắp chết, có cái gì phải sợ, huống chi hiện tại đang ở trong huyết hồn thiên can bát quái trận, mặc cho hắn là Gia Luật Ưng võ công cao tới đâu cũng vô dụng. Ha ha, khẩn trương như vậy, ha ha, đừng nóng vội, nhất định sẽ để cho các ngươi được đoàn tụ, ha ha. Xích Ngọc kiêu ngạo cười lớn. Chính là nàng còn chưa cười xong, đột nhiên cảm thấy bóng người trước mắt chợt lóe, kiếm trên tay đã bị đánh văng ra, ngực cũng bị một kích thật mạnh, bay ra ngoài mấy thước, ói ra một nguồn máu lớn, dùng kiếm mình đang cầm chống đỡ đứng dậy, chỉ thấy Gia Luật Ưng đã ở bên người Mạc Quân, vừa mới là hắn tập kích nàng, thân thủ thật nhanh, nàng căn bản là không thấy rõ hắn là xuất thủ như thế nào. Đau không? Gia Luật Ưng vẻ mặt đau lòng nhẹ nhàng mà mơn trớn cổ Ngạo Quân, ôn nhu hỏi nói. Ngạo Quân chỉ lắc lắc đầu, trong đôi mắt chứa đầy thâm tình của Gia Luật Ưng, nàng thấy rất rõ, nhưng thực xin lỗi, nàng không thể đáp lại cho hắn cái gì, thậm chí hiện tại nàng đang lợi dụng hắn. Ha ha, một màn tình cảm sâu đậm a. Ha ha, một tiếng cười to mang theo trào phúng phá không mà đến, cảm giác giống như là người đang ở bên cạnh nói, lại cảm giác như là cách thật xa xôi. Hánh Xích, ngươi dẫn chúng ta đến, rốt cuộc muốn làm gì? Gia Luật Ưng che chắn ở trước mặt Ngạo Quân, hét lớn trong không trung. Bởi vì căn bản là hắn không biết Thánh Xích đang ở đâu, dường như khắp nơi đều có mặt hắn, mà Xích Ngọc vừa nãy còn trong tầm mắt của hắn, bây giờ đã lập tức biến mất, chỉ trong nháy mắt mà thôi, đây là thiên can bát quái trận quỷ thần khó lường. Làm gì? Ha ha! Để tình ngươi ta từng là minh hữu, muốn cho ngươi với người yêu của ngươi cùng nhau tham dự thời khắc vĩ đại nhất này, ha ha! Từ hướng Thánh Xích cười to, Gia Luật Ưng cảm giác được từng trận sương mù dày đặc đánh úp về phía bọn họ. Mà đám sương mù kia lại giống như lợi kiếm, đánh vào tâm tính thiện lương của hắn đau đau quá, toàn thân như có ngàn vạn đao kiếm chém vào người hắn, đây là ảo giác, là ảo giác. Tê, thanh âm xiêm y bị xé rách, còn có cảm giác đau đớn trên người, đều rất rõ ràng, kia không phải là ảo giác, thật sự có đao kiếm chém vào trên người hắn, một đám vết thương ở chảy máu kia chính là chứng cớ. Gia Luật Ưng huy kiếm ngăn cản, cũng mặc kệ hắn huy kiếm nhiều đến kín không một kẻ hở, đao kiếm này vẫn như cũ từng chiêu chém trúng hắn. Nhưng trước mắt căn bản là không có người, đây là có chuyện gì? Đi theo ta. Đúng lúc Gia Luật Ưng che chắn ở trước người Ngạo Quân đối kháng với đao kiếm vô hình này, sau lưng truyền đến thanh âm của Ngạo Quân, ngay sau đó, Gia Luật Ưng liền cảm giác tay bị người cầm lấy, lôi kéo hắn đi về phía trước. Gia Luật Ưng lăng lăng để cho Ngạo Quân lôi kéo, thần trí còn đang vui sướng vì được Ngạo Quân chủ động lôi kéo hắn chưa phục hồi tinh thần lại, thẳng đến phát hiện trước mắt xuất hiện vách núi đen, thế này mới bừng tỉnh. Lôi kéo Ngạo Quân tự hồ căn bản là không phát hiện có vách núi đen phía trước mà vẫn tiếp tục đi trở về nói, Quân, cẩn thận, phía trước là vách núi đen. Không có việc gì, đó là giả, Gia Luật Ưng, ngươi tin tưởng ta không? Ngạo Quân thẳng tắp nhìn vào trong mắt Gia Luật Ưng, nhìn chăm chú vào hắn nói. Ta nói rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ tin ngươi. Gia Luật Ưng kiên định nói, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, còn có quyết tâm đem tánh mạng đều giao phó cho y, cho dù phía trước thật là vực sâu vạn trượng. Chỉ cần là y lôi kéo hắn, hắn cũng nguyện ý cùng y nhảy xuống. Tín nhiệm quang mang trong mắt hắn làm Ngạo Quân cảm thấy thập phần chói mắt, chột dạ xoay người sang chỗ khác, lạnh nhạt nói, cầm máu trước đi. Gia Luật Ưng cười vui vẻ, y đang lo lắng hắn. Xuất kim sang dược trên người ra, thượng dược lên các vết thương to to nhỏ nhỏ trên người do vết kiếm tạo thành. Quân, vừa nãy là gì? Gia Luật Ưng vừa thượng dược vừa nghi vấn hỏi, hắn dám khẳng định, cái kia sức người không có khả năng làm được. Thì là huyết hồn. Ngạo Quân nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói. Huyết hồn?
đó không phải là tướng sĩ Thương Liêu ta sao? Ngươi không phải nói bọn họ còn có ý thức sao? Như thế nào hội tấn công ta? Gia Luật Ưng càng thêm nghi hoặc nói. Hắn nhớ rõ Quân đã từng nói, trước lúc cực âm, huyết hồn này còn lưu lại ý thức, bởi vậy cũng chỉ có hắn mới có thể đối phó được huyết hồn, nhưng là, chúng nó như thế nào hội vô tình công kích hắn như thế? Vừa nãy uy lực huyết hồn không phải rất lớn, hẳn là không phải tướng sĩ Thương Liêu, xem ra Thánh Xích lại rót thêm huyết hồn mới vào trong Thiên Can Bát Quái trận. Ngạo Quân lãnh đạm nói, nếu là như thế, vậy đối phó huyết hồn càng thêm khó khăn, hiện tại căn bản là không biết trừ bỏ mấy vạn huyết hồn Thương Liêu kia ra, Thánh Xích đến tột cùng đã rót vào thêm bao nhiêu huyết hồn này lại có uy lực lớn như vậy. Đang lúc Ngạo Quân tự hỏi, Gia Luật Ưng đã thượng dược xong rồi. Bỗng nhiên cảm thấy cổ lạnh lạnh, Ngạo Quân thế này mới phục hồi tinh thần lại, nguyên lai là Gia Luật Ưng đang giúp nàng bôi dược lên cổ bị thương a. Động tác là mềm nhẹ như vậy, cẩn thận như vậy. Nhưng đối mặt với thâm tình của Gia Luật Ưng, Ngạo Quân lại chỉ có thể quay đầu đi, không nhìn hắn, đợi cho hắn giúp nàng thượng dược xong rồi, liền lập tức đi đến vách núi đen, nói, đi thôi. Gia Luật Ưng đuổi theo đi, cầm tay Ngạo Quân, trái lại lôi kéo nàng đi về phía trước. Quả nhiên Ngạo Quân nói đúng, đó là ảo giác, bọn họ vừa bước tới, vách núi đen lập tức biến mất, cảnh sắc lại biến đổi, biến thành biển. Ngạo Quân cười lạnh một chút, đi qua phía bên trái, một chưởng đánh trúng tảng đá nổi lên trên bờ biển, trước mắt lập tức liền biến mất vô tung. Quân, đây là... Gia Luật Ưng nghi hoặc nhìn biến hóa trước mắt, vừa nãy không phải Quân nói, đây là ảo giác sao? Vì sao không trực tiếp đi qua là được rồi, còn phải đánh tảng đá đó làm gì? Ngạo Quân đương nhiên biết hắn muốn hỏi cái gì, vừa thẳng tắp đi về phía trước, vừa lạnh nhạt nói, hư hư thật thật, chân chân giả giả, đây mới là chỗ đáng sợ của Bát Quái trận. Ngươi nói, biển vừa rồi là thật. Gia Luật Ưng thất kinh hỏi. Chân chân giả giả thật đúng là khó phân biệt. Ngạo Quân không trả lời, bởi vì trước mắt lại biến đổi, điện thiểm lôi minh, một tia thiểm lôi đập đến trước mặt, Gia Luật Ưng chạy nhanh ôm lấy Ngạo Quân, phi thân nhảy né tránh thiểm lôi này, nhưng càng ngày càng nhiều thiểm lôi xuất hiện, hơn nữa từng cái dường như đều có ý thức, đuổi theo bọn họ, Gia Luật Ưng chỉ phải mang theo Ngạo Quân bay lên phi xuống tránh đi. Chẳng lẽ bọn họ đã đi vào lôi trận, Ngạo Quân nghi hoặc nghĩ. Càng là thiên, không là địa, khảm là thủy, ly là hỏa, chấn là lôi, cấn là sơn, tốn là phong, đoái là trạch. Chấn quẻ trọng lôi, lui tới sống chung, chấn động mà mở ra, chấn động, khiếp sợ kêu to. Ngạo Quân nhìn từng đợt sấm trước mắt dậy, lẩm bẩm nói. Cái gì? Quân ngươi nói cái gì? Gia Luật Ưng vừa mang theo Ngạo Quân né qua trốn lại, vừa không rõ cho nên mới cất tiếng hỏi. Ngạo Quân không để ý tới Gia Luật Ưng, tiếp tục lẩm bẩm, càng sinh đoái, đoái sinh khảm, khảm sinh chấn, chấn sinh tốn, tốn sinh ly, ly sinh khôn, khôn sinh cấn, cấn sinh càng. Càng, đoái khắc chấn, tốn khắc khôn, cấn khắc khảm, khảm khắc ly, ly khắc càng, đoái. Ngũ hành tướng sinh, kim thủy mộc hỏa thổ, ngũ hành tương khắc, kim mộc thủy hỏa thổ. Điều đó không có khả năng là lôi trận a. Không có khả năng a. Này, trầm tư một chút, lại nghĩ tới trận đồ Gia Luật Ưng đưa cho nàng. Thì ra là thế. Ngạo Quân đột nhiên lạnh lùng cười nói, Thánh Xích, ngươi cho là ngươi để lại trận đồ giả kia, người khác nhìn không ra, Ngạo Quân ta cũng nhìn không ra sao? Hừ. Cái gì? Gia Luật Ưng lại vừa định hỏi, đã bị Ngạo Quân đánh gãy. Cầm hỏa vân kiếm của ngươi chém về phía thiểm lôi. Ngạo Quân ngẩng đầu nhìn Gia Luật Ưng kêu lên, lại bổ thêm một câu, dùng hỏa vân kiếm pháp. Gia Luật Ưng mặc dù không rõ, nhưng vẫn làm theo, rút ra hỏa vân kiếm, xuất chiêu thức thứ nhất của hỏa vân kiếm, hướng đến thiểm lôi trước mắt chém tới. Nhất thời chỉ thấy một hỏa long bay lên, va chạm với thiểm lôi, một trận nổ mạnh thật lớn, chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát, tất cả thiểm lôi đều tiêu thất, bầu trời lại khôi phục u ám yên tĩnh, cảnh sắc chung quanh lại biến thành âm trầm sâm, yêu khí vờn quanh cảnh sắc ngàn dặm pha. Ngẩng đầu, nhìn một chút, ánh trăng trên đỉnh đầu đã hoàn toàn trở nên mê huyễn, giờ tí cũng sắp đến. Không được, nhất định phải nhanh chóng tìm ra vị trí trung tâm của Thiên Can Bát Quái trận, nhất định phải đến trước cực âm, phá trận này. Hiện tại Cẩn Hiên hẳn là đã đến cảnh môn. Càng là trời, Tây Bắc, Khôn là đất, Tây Nam, Tốn vì gió, Đông Nam, Chấn là lôi, Đông, Khảm là nước, Bắc, Ly là lửa, Nam, Cấn là núi, Đông Bắc, Đoái là suối, Tây. Dương theo đường bên trái, âm theo đường bên phải, lưỡng nghi tứ tượng, vòng hoàng đạo, cực âm dương, trung phiến bốn mùa. Ngạo Quân một bên thì thào tự nói,
một bên hồi tưởng trong Phong Viêm Du Ký giới thiệu Thiên Can Bát Quái trận, giật mình một cái, hẳn là điều đó. Ngạo Quân từ trong lòng Gia Luật Ưng dãy ra, quay đầu hướng bên phải mà đi. Trận này đã không còn là nguyên trạng Thiên Can Bát Quái trận nữa, lúc này âm khí rất nặng, huyết hồn là chính, dương khí đã mất, thiên can là phụ. Hai người đi tới phía trước, đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn chặn đường đi của bọn họ. Quân, không có đường đi. Gia Luật Ưng nhìn ngọn núi thật lớn phía trước nói, quả nhiên ở đây, chúng ta đi qua, thánh xích ở ngay phía trước. Ngạo Quân lại khó hiểu nói với Gia Luật Ưng, nàng quả nhiên đã đoán đúng, nơi này quả nhiên chính là nơi trung tâm. Đi qua, chẳng lẽ ngọn núi này cũng là ảo giác? Gia Luật Ưng nghe Ngạo Quân nói như vậy, đoán nói, không, đây là sự thật. Ngạo Quân bí hiển cười nói, sự thật? Gia Luật Ưng lại là vẻ mặt mê mang nói, đêm nay hắn quả thực tựa như lão già chưa thấy qua quen mặt hương, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng cảm thấy lì lạ. Ngạo Quân chỉ cười cười không đáp, sau đó ở trên mặt núi không biết làm cái gì, sau đó lôi kéo Gia Luật Ưng đi đến ngọn núi kia. Cứ như vậy, hai người như là bị kia ngọn núi hút vào, lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người. Đi xuyên qua mặt núi, cước bộ còn chưa đứng vững, Gia Luật Ưng nghi hoặc, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, một thanh âm không thể tin liền âm trầm vang lên, các ngươi có thể đến được nơi này? Không có khả năng. Hai người quay đầu lại nhìn, thánh xích vẫn mang theo mặt nạ sắt, đang ngồi trên tòa bát quái, bộ dáng không thể tin, trợn mắt bọn họ, mà xích ngọc cùng một hắc y nhân khác đang đứng ở phía sau hắn. Ở giữa tòa tháp có một cây cột lóe hàng quang âm hàn, rõ ràng không phải là cây cột đơn giản, kia hẳn là dùng để hấp thu khí cực âm trong lúc cực âm chi đêm. Bốn phía là giá đốt lửa, ẩn ẩn còn có thể thấy mấy vạn huyết hồn bồi hồi bốn phía ở trong đó, phát ra thanh âm khủng khiếp, nơi này quả thực so với 18 tầng địa ngục còn khủng khiếp hơn hàng ngàn hàng trăm vạn lần. Chương 43, phá trận hạ. Đi xuyên qua mặt núi, cước bộ còn chưa đứng vững, Gia Luật Ưng nghi hoặc, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, một thanh âm không thể tin liền âm trầm vang lên, các ngươi có thể đến được nơi này? Không có khả năng. Hai người quay đầu lại nhìn, thánh xích vẫn mang theo mặt nạ sắt, đang ngồi trên tòa bát quái, bộ dáng không thể tin, trợn mắt nhìn bọn họ, mà xích ngọc cùng một hắc y nhân khác đang đứng ở phía sau hắn. Ở giữa tòa tháp có một cây cột lóe hàng quang âm hàn, rõ ràng không phải là cây cột đơn giản, kia hẳn là dùng để hấp thu khí cực âm trong lúc cực âm chi đêm. Bốn phía là cột đốt lửa, ẩn ẩn còn có thể thấy mấy vạn huyết hồn bồi hồi ở trong bốn cây cột đó, phát ra thanh âm khủng khiếp, nơi này quả thực so với 18 tầng địa ngục còn khủng khiếp hơn hàng ngàn hàng trăm vạn lần. Thánh xích. Ngạo Quân ngạo nghễ đi đến trước mặt, lạnh lùng nói. Mạc Quân. Ngươi, thánh xích còn chưa mở miệng, xích ngọc ở bên người như nhìn thấy quỷ chỉ vào Ngạo Quân nói. Lúc này Mạc Quân tự tin tràn đầy, tự hồ tự cao tự đại đi tới phía trước, dáng người tuyệt đại, nhưng thật độc lập. Tại nơi quỷ dị tà ác này, là chính khí nghiêm nghị như vậy, bộ dáng này xích ngọc chưa từng gặp qua, Mạc Quân như vậy căn bản là hoàn toàn bất đồng với Mạc Quân ở chung mấy ngày với nàng. Gia Luật Ưng, ngươi đã sớm biết trận đồ kia là giả. Thánh xích vẫn như cũ hoàn toàn khinh thường Ngạo Quân đang đi tới. Âm trầm hỏi Gia Luật Ưng. Hắn cho tới bây giờ vẫn cho rằng Gia Luật Ưng đã phát hiện trận đồ kia là giả, cho nên mới không trúng kế của hắn, nhưng hắn không nghĩ ra, cho dù Gia Luật Ưng có phát hiện ra trận đồ kia là giả, bọn họ cũng không có khả năng có thể đi vào nơi này. Thánh xích đáng thương a. Ngay cả xích ngọc cũng nhìn ra Ngạo Quân có điểm khác thường, mà hắn lại còn tự cao tự đại chỉ xem Gia Luật Ưng là đối thủ. Ha ha, để ngươi thất vọng rồi, cái gì bát quái đồ, ta tuyệt không biết gì cả, cho nên càng không thể biết được trận đồ kia là giả, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi lừa, may mắn, khi ta đưa vật ấy cho Quân, y đã biết là giả. Gia Luật Ưng tà khí nhìn thánh xích tự hào nói, giống như đang giới thiệu thê tử tài hoa hơn người của mình với người khác. Cái gì? Là Mạc Quân. Lúc này con mắt của thánh xích mới nhìn về phía Ngạo Quân, nhất thời cũng bị khí thế tuyệt đại của y làm kinh sợ, hắn dường như lại thấy được cái ngày thiên hạ đệ nhất quân sư đứng ngạo nghễ trên thiên nhật pha chỉ huy 10 vạn đại quân Long Hiên lui lại, nhưng theo lời của xích ngọc nói thì không phải như vậy, chẳng lẽ là xích ngọc bán đứng hắn? Quay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn xích ngọc, thanh âm âm trầm phảng phất như đến từ 18 tầng địa ngục chậm rãi ở bên tai xích ngọc vang lên. Xích ngọc, đây là có chuyện gì? Ngươi nói với bổn tọa như thế nào? Cái gì Mạc Quân căn bản chính là thứ vô năng háo sắc, cái gì y căn bản không hiểu trận pháp, không thể ngờ ngươi cũng dám phản bội bổn tọa. Vung tay lên, xích ngọc văng về phía trước ói ra một ngụm máu lớn. Thấy thánh xích sắp hạ thủ, xích ngọc mau chóng quỳ xuống, lết về phía trước,
rung giọng nói, Xích Ngọc không có phản bội chủ tử. Những lời này thật sự là chính mồm Mạc Quân nói với Xích Ngọc. Xích Ngọc không dám đối với chủ tử có nửa lời nói dối. Là Mạc Quân. Tay chỉ về phía Ngạo Quân, phẫn hận nói, là y đã lừa Xích Ngọc, chủ tử tha mạng a. Xích Ngọc đối với chủ tử vẫn trung thành và tận tâm. Hừ. Thánh Xích đối với Xích Ngọc hừ lạnh một tiếng, quay đầu không hề nhìn nàng. Xích Ngọc thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, giãy giụa đứng lên, mà hắc y nhân kia lại thủy chung không có gì phản ứng, giống như cái đầu gỗ. Thánh Xích mắt lộ ra tia sắc bén, nhìn chằm chằm vào Ngạo Quân, bên miệng chậm rãi giơ lên một chút cười lạnh nói, Mạc Quân, ngươi khi nào thì phát hiện Xích Ngọc là có mục đích tiếp cận ngươi? Ngạo Quân mặt không chút thay đổi lạnh nhạt nói, lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Ha ha, bổn tọa tự nhận làm thiên y vô phùng, ngươi như thế nào phát hiện ra? Chẳng lẽ ngươi một chút cũng không bị Xích Ngọc mê hoặc? Bổn tọa không tin có người nam nhân nào đối mặt với Xích Ngọc mà không động tâm. Thiên y vô phùng. Hừ, là sơ hở chồng chất. Thứ nhất, phụ cận ngàn dặm pha đã bị huyết hồn ảnh hưởng, người thường căn bản không thể tiếp cận ngàn dặm pha, mà Xích Ngọc lại xuất hiện ở nơi đó. Thứ hai, phụ cận ngàn dặm pha căn bản không có khả năng xuất hiện độc xà. Thứ ba, Xích Ngọc nói nàng là tiểu thư tay trói gà không chặt, nhưng ta lại phát hiện trên tay nàng có nhiều vết chai, đó không thể là do bút lưu lại, mà là cầm kiếm. Còn có, ngươi ngàn vạn lần không nên sử dụng mỹ nhân kế với bản quân sư. Ngạo Quân cười lạnh nói, dùng một mỹ nhân sử dụng mỹ nhân kế với nàng, thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi, Thánh Xích bị Ngạo Quân nói đến không còn lời nào để nói, nghe y vừa nói như vậy, quả thật rất đúng, cái kế sách kia thật sự là trăm ngàn chỗ hở. Kỳ thật là do Ngạo Quân quá thông minh, đổi lại là người khác, kế sách đó quả thật là thiên y vô phùng. Ngừng một chút, Thánh Xích bình tĩnh trở lại, âm hàn nhìn Ngạo Quân nói, ngươi đã sớm biết nàng là người của bổn tọa, cho nên tương kế tự kế, để nàng mang tin tức giả cấp cho bổn tọa. Không phải, lúc trước ta vẫn nghĩ nàng là người Gia Luật Ưng phái đến. Ngạo Quân ăn ngay nói thật nói. Ha ha, Quân, ngươi như thế nào hội nghĩ như vậy? Cho dù là dùng mỹ nhân kế với ngươi, ta cũng sẽ không tìm nữ nhân như vậy, nói như thế nào cũng phải tự mình xuất mã mới được, ngươi nói đúng đi. Gia Luật Ưng hoàn toàn không nhìn trước mặt còn có ba tên chướng mắt, mị nhãn như tơ nói với Ngạo Quân, vừa nói vừa phóng điện, còn tao nhã đem tóc ở trước ngực hất ra sau, bộ dáng kia ở trên giang hồ được xưng dụ dỗ tiên tử, Xích Ngọc cũng cảm thấy không bằng. Gia Luật Ưng đừng làm ta ghê tởm. Ngạo Quân rốt cục nhịn không được, âm hàn nghiêm mặt, dùng thanh âm dưới không độ nói. Chịu không nổi, toàn thân đều nổi da gà. Hiện tại Thánh Xích lại hoàn toàn trái lại, không nhìn Gia Luật Ưng, không để ý tới bộ dáng tao nhã buồn nôn kia. Tiếp theo lời nói của Ngạo Quân nói, đến khi Gia Luật Ưng đi tìm ngươi, ngươi mới biết được Xích Ngọc không phải người của Gia Luật Ưng, mà là người của bổn tọa, cho nên mới đột nhiên nói với Xích Ngọc như vậy. Ngạo Quân nhìn Gia Luật Ưng liếc mắt một cái, gật gật đầu, cái gì nên đến rồi cũng sẽ đến. Ha ha ha, Thánh Xích đột nhiên phát ra cười to, nhìn Gia Luật Ưng đang đứng ở phía sau Ngạo Quân nói, Gia Luật Ưng a Gia Luật Ưng, không thể ngờ được hai người chúng ta tự cho là thông minh, lại bị Mạc Quân này đùa giỡn xoay quanh, ha ha, tuy là cười lớn, nhưng trong lòng là hận đến chịu không nổi. Khá lắm Mạc Quân, dám đem bổn tọa trở thành hầu tử đùa giỡn, hừ, bổn tọa tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết được thống thống khoái khoái, ha ha. Có ý tứ gì? Gia Luật Ưng nháy mắt sửa lại bộ dáng phong tao lúc nãy, nhíu nhíu mày nói, chỉ trong nháy mắt ánh mắt lại nhìn chằm chằm Mạc Quân, thông minh như hắn, chỉ cần nghe đối thoại của hai người, còn có sau khi nhìn thấy ánh mắt giống như thật có lỗi của Mạc Quân, như thế nào lại không nghĩ ra chân tướng sự việc. Nhưng hắn vẫn không muốn tin. Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha! Gia Luật Ưng, ngươi đến lúc này còn hỏi là có ý gì? Xem ra ngươi trúng độc của Mạc Quân thật sự rất sâu. Ha ha! Bị y lợi dụng, bị y điều khiển, bị y đùa bẩn trong lòng bàn tay, còn khắp nơi che chở cho y, ngay cả ngọc bội tối âu yếm cũng đưa cho y, ha ha. Ngươi có biết y dùng ngọc bội của ngươi làm cái gì hay không? Ha ha. Xích Ngọc, ngươi tới nói cho Gia Luật thái tử vĩ đại của chúng ta nghe đi. Thánh Xích ha ha cười nhạo nói, không để ý mặt Gia Luật Ưng càng ngày càng đen, đối với Xích Ngọc cười lớn nói. Cho dù Mạc Quân thực sự biết thiên can bát quái trận là như thế nào, cho dù y quả thật đúng như đồn đãi, thật sự là kỳ tài ngút trời, thì tính sao, hắn cũng không tin y có thể phá huyết hồn thiên can bát quái trận do hắn tỉ mỉ thiết kế, huống chi giờ tí đã sắp đến lúc đó cái gì Phệ Diễm Tà Quân, cái gì thiên hạ đệ nhất quân sư, tất cả đều trở thành huyết hồn của hắn,
vĩnh viễn bị hắn sử dụng. Bất quá, không thể ngờ được Mạc Quân lại giảng nghĩa khí như vậy, trước khi chết còn diễn cho hắn một vai phấn khích như thế, ha ha. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Mạc Quân, ngươi muốn trách thì trách, ngươi không nên dây vào thánh xích ta. Dạ, Xích Ngọc cung kính nói với thánh xích, sau đó tiến lên trước vài bước, tay vẫn đặt ở ngực, xem ra một chưởng kia thật sự rất nặng, thoáng điều chỉnh hơi thở một chút, lại cười lạnh nhìn Ngạo Quân liếc mắt một cái liếc mắt kia rõ ràng biểu đạt, ta sẽ không để yên cho ngươi. Quay đầu, đối với Gia Luật Ưng mắt lạnh nhìn nàng, mắt hàm thu ba, mềm mại đáng yêu nói, buổi tối mấy ngày hôm trước, Mạc Quân đột nhiên nói có hẹn, liền đi ra ngoài, ta nghĩ, ngày đó hẳn là chính là Gia Luật Thái tử hẹn y ra. Sau khi trở về, liền thực vui vẻ, còn nói với Xích Ngọc, là một người rất trọng yếu hẹn y đi ra ngoài, nếu không phải có người kia, y sẽ không thể có thành tựu ngày hôm nay, y căn bản không hiểu cái gì bát quái trận, đều là người kia chỉ cho y như thế nào giúp đại quân Long Hiên bình yên lui lại, còn nói người kia là như thế nào một lòng muốn đưa chủ tử vào chỗ chết, như thế nào chán ghét chủ tử. Nhưng lại không chịu nói người nọ là ai, hơn nữa khi nói chuyện luôn ấn trong lòng, chờ y ngủ say, Xích Ngọc liền từ trong lòng lấy ra ngọc bội của Gia Luật Thái tử, ta nghĩ, chính là ngày đó, Gia Luật Thái tử đem ngọc bội đưa cho Mạc Quân, nói xong cố ý ngừng một chút, ta nhìn Gia Luật Ưng. Gia Luật Ưng nghe đến đó, tươi cười tà tà cứng ngắc ở trên mặt, bình tĩnh nhìn Ngạo Quân vẫn không phản ứng, âm trầm thanh đối với Xích Ngọc nói tiếp. Đêm đó, ta liền hướng chủ tử bẩm báo việc này, chủ tử liếc mắt một cái liền nhận ra khối ngọc bội kia là của thái tử. Vốn chủ tử nói cái gì cũng không tin thái tử sẽ phản bội hắn như vậy, nhưng khi chủ tử nhìn thấy khối ngọc bội mà thái tử tối âu yếm, không tin cũng không được. Chủ tử lúc ấy thực đau lòng, cũng thực sinh khí, nhưng chủ tử cũng không nghĩ tới sẽ xuống tay với thái tử. Chủ tử đã nói, huyết hồn thiên can bát quái trận vĩnh viễn sẽ không phát động với Thương Liêu quốc, bởi vì tướng sĩ Thương Liêu mới là thành tựu của trận pháp này, giúp thái tử có thể hoàn thành tâm nguyện suốt đời của người. Nhưng không thể tưởng được thái tử chẳng những phái người đi đào trộm trấn môn chi bảo của bổn môn, hơn nữa còn hủy đi đan dược chủ tử tỉ mỉ luyện chế nhiều năm, nhìn đan dược so với sinh mệnh còn quan trọng hơn đã bị hủy, dưới cơn thịnh nộ, cũng vì bảo toàn chính mình chủ tử mới xuống tay với thái tử. Xích Ngọc chân nửa giả nửa thật nói. Mục đích thực rõ ràng, làm gì cũng phải khiến cho hai người bọn họ trở mặt thành thù. Quân, nàng ta nói đều không phải thật sự đúng không? Gia Luật Ưng dùng tiếng nói bình tĩnh đến làm người ta sợ hãi hỏi, nói a. Nói không phải, nói bọn họ là đang gạt ta, nói mau a. Nhưng Ngạo Quân không nói được một lời, nhìn cũng không nhìn hắn, hiển nhiên là cam chịu những lời của Xích Ngọc. Gia Luật Ưng lại đột nhiên như điên, chạy đến trước người Ngạo Quân, hồng mâu đã chuyển thành màu đỏ tươi làm người ta thập phần sợ hãi, giống như muốn xuất huyết, hai tay đột nhiên cầm bả vai của nàng, dùng sức lay động nói a. Nói mau a. Nói bọn họ là đang gạt ta, ngươi không có lợi dụng ta, ngươi không có gạt ta, ngươi là thiệt tình đối với ta, đúng hay không? Đúng hay không? Trầm mặc một chút, Ngạo Quân ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh vô ba lạnh nhạt nói, thực xin lỗi, thiệt tình giải thích, trừ bỏ giải thích nàng không biết nên làm cái gì, tuy rằng Xích Ngọc có điểm thêm mắm thêm muối, nhưng nàng quả thật là đang lợi dụng hắn. Thực xin lỗi. Ha ha. Thực xin lỗi, Gia Luật Ưng buông lỏng tay ra, thất hồn lạc phách không ngừng lặp lại lời của Ngạo Quân. Thực xin lỗi, ha ha. Vì cái gì lại nói thực xin lỗi, vì cái gì? Gia Luật Ưng. Nhìn Gia Luật Ưng bộ dáng đau khổ như thế, Ngạo Quân không đành lòng gọi một tiếng. Ở nơi sâu nhất trong nội tâm, tự hồ có một chỗ mềm mại, xúc động thật sâu một chút, trong mắt rất nhanh hiện lên một loại tên là đau lòng gì đó. Gia Luật Ưng tự hồ không nghe thấy Ngạo Quân kêu to, vừa lui về phía sau vừa lẩm bẩm nói, vì cái gì lại nói thực xin lỗi? Vì cái gì không gạt ta? Có phải, hiện tại ta không còn giá trị lợi dụng hay không, ngươi ngay cả lừa cũng không chịu lừa ta, có phải hay không? Có phải hay không? Gia Luật Ưng, ta, nhìn Gia Luật Ưng từ trước tới nay đều hăng hái, tự cao tự đại lại để tâm vào chuyện vụn vặt như thế, Ngạo Quân rất muốn nói cho hắn, nàng không phải thật sự muốn lợi dụng hắn, chính là nàng không thể nề hà mà thôi. Nhưng lời nói vừa đến miệng, lại nói không được. Tuy là bất đắc dĩ làm, lại thật lợi dụng hắn, nói ra, thì có tác dụng gì? Nếu biết sau khi hắn phát hiện chân tướng lại thống khổ như vậy, nàng vẫn phải làm như vậy. Có cái nên làm, có việc không nên làm, mà ngăn cản thánh xích quả thật không thể không làm. Thánh xích từ đầu tới cuối tựa như xem diễn, cười tà thưởng thức một màn phấn khích trước mắt, kỳ thật cũng có một nguyên nhân thật sự khác, chính là thời gian, âm khí trong trời đất cũng sắp đạt tới đỉnh cao nhất, ha ha. Đến lúc đó,
hắn là có thể nhân cơ hội này hợp nhất huyết hồn tiên can bát quái trận, trong trời đất còn có ai có thể làm gì được hắn? Cho dù thiên khôn bí kíp và thiên khôn thần kiếm cũng không làm gì được hắn. Ha ha. Trong một góc thấy Thánh Xích một bộ xem kịch vui âm hiểm cười lạnh, Ngạo Quân trong lòng thầm nghĩ, không tốt, thời gian sắp tới rồi, hắn đang kéo dài thời gian. Gia Luật Ưng, hiện tại đừng nói chuyện này, thời gian đã đến, không thể chần chừ, huyết hồn đã bắt đầu hành động, Gia Luật Ưng. Ngạo Quân vội vàng hét lớn với Gia Luật Ưng. Thanh âm khóc thét của huyết hồn càng lúc càng lớn, oán khí càng ngày càng nặng. Nhưng Gia Luật Ưng lại không hề có cảm giác với những lời của Ngạo Quân, tưởng như điên rồi, chỉ lăng lăng đứng ở nơi đó không ngừng mà nói. Ngươi là thiệt tình đối đãi, không phải gạt của ta. Đáp. Mạc Quân đúng là Mạc Quân, nhanh như vậy đã phát hiện. Vốn định lại đùa một hồi, ai có thể làm Gia Luật Ưng vô dụng như vậy, một chút liền choáng váng. Quên đi, đã xong, đùa không vui chút nào. Thánh Xích giống như đem tất cả mọi người trở thành con rối, bất mãn nói, hắn quả thực đem bọn họ trở thành những con rối diễn trò hay cho hắn khoái hoạt. Đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, như thế nào lại không rõ ý tứ của chủ tử đâu. Thánh Xích lời vừa nói xong, hắc y nhân bên người liền nhìn về phía Gia Luật Ưng còn chưa hoàn hồn, rút kiếm ra, nhảy về phía trước, thẳng tắp đánh tới Ngạo Quân. Ngạo Quân vừa định xuất thủ, đột nhiên bay ra một bóng dáng màu xanh, làm động tác của Ngạo Quân ngừng lại một chút. Hắc y nhân thấy vậy liền đâm thẳng đến trước mặt Ngạo Quân, mắt thấy sẽ đâm trúng. Đang một tiếng, là thanh âm kim loại va chạm nhau, nguyên lai là trong lúc chỉ mảnh treo chuông thân ảnh đã phi thân đến ngăn cản, xuất kiếm đẩy kiếm của hắc y nhân ra. Hiển nhiên, người tới võ công so với hắc y nhân cao hơn vài bậc, hắc y nhân bị nội lực chấn động, bay ra ngoài mấy trượng, đụng vào trên mặt núi, ói ra miệng máu lớn, liền chết ngất đi. Cẩn Hiên. Ngạo Quân bước nhanh vài bước. Nhìn thấy hắn, trong lòng nàng không hiểu sao lại cảm thấy an tâm. Quân, ngươi không sao chứ? Cẩn Hiên cũng rất nhanh đi tới trước mặt Ngạo Quân, khẩn trương hỏi. Thấy Ngạo Quân lắc lắc đầu, vẫn không tin, thế nào cũng phải kiểm tra y từ trên xuống dưới một lần, phát hiện trừ bỏ phần cổ bị xích ngọc lộng thương đã được thượng dược, những nơi khác đều không bị thương, thế này mới yên lòng. Âu Dương Cẩn Hiên. Ha ha, đến thật tốt. Bản môn chủ vừa định đem các ngươi cùng nhau quy thiên. Ha ha, Thánh Xích tà ác cười lớn, tay vừa động, huyết hồn đã xuất động. Cẩn Hiên cẩn thận, Ngạo Quân ra tiếng nhắc nhở nói, huyết hồn đã tấn công tới đây. Vừa lên tiếng nhắc nhở đã vô dụng, Cẩn Hiên đã bị huyết hồn khống chế. Quân, đây là có chuyện gì? Cẩn Hiên đột nhiên cảm thấy ngực đau đến muốn chết, giống như có người sinh móc trái tim ra, đầu cũng từng đợt phát đau, hắn biết đây là huyết hồn giở trò quỷ, dãy dụa như thế nào, huyết hồn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cẩn Hiên. Thấy Cẩn Hiên thống khổ như vậy, tâm Ngạo Quân cũng rất đau rất đau. Nàng cảm thấy kỳ quái, huyết hồn này còn không chưa công kích nàng a? Vì cái gì nàng hội cảm thấy đau lòng? Ha ha, huyết hồn vừa ra, dù ngươi là có võ công thiên hạ vô địch cũng chỉ là người vô dụng. Âu Dương Cẩn Hiên, Mạc Quân, hảo hảo hưởng thụ huyết hồn phục vụ đi. Ha ha, Thánh Xích lại đắc ý cười to, tay lại vừa động, càng nhiều huyết hồn tấn công Cẩn Hiên, còn có Ngạo Quân. Gia Luật Ưng, mau tỉnh lại a! Gia Luật Ưng, Ngạo Quân thống khổ che ngực, nhằm phía Gia Luật Ưng hô to, nhưng Gia Luật Ưng vẫn không hề phản ứng, phải làm gì đây? Vũ Tình. Vũ Tình, không cần a! Cẩn Hiên đột nhiên nổi điên hô lớn, mất lý trí huy kiếm chém lung tung, nguy rồi, nàng biết huyết hồn còn có thể chống đỡ một trận, nhưng Cẩn Hiên hoàn toàn không biết, căn bản là không thể phản kháng. Xem ra đã xuất hiện ảo giác, một chút nữa Cẩn Hiên sẽ phải hội thống khổ muốn chết, sau đó là tự sát. Gia Luật Ưng đáng giận trong lúc này lại ngây, Ngạo Quân một mặt kiệt lực chống lại công kích của huyết hồn, một mặt suy nghĩ biện pháp đánh thức Gia Luật Ưng, chỉ khi hắn tỉnh mới có thể đối phó huyết hồn này. Xích Ngọc vẻ mặt khẩn trương nhìn Âu Dương Cẩn Hiên thống khổ, cũng thực đau lòng, nhưng nàng cũng không có tài cán làm chút gì, chỉ có thể đem oán hận lại hướng về Ngạo Quân, nếu không phải ngươi, hắn đã không đến, hắn sẽ không chịu khổ như vậy, đều là ngươi. Mặc dù đem hết sức lực chống lại, nhưng huyết hồn công kích càng ngày càng mạnh, lý trí đã muốn mất. Gia Luật Ưng đột nhiên giật mình một cái, Ngạo Quân thừa dịp còn một chút lý trí cuối cùng, gian nan từ trong lòng lấy ra ngọc bội, quăng về phía Gia Luật Ưng, chính giữa ngực. Một vật này Gia Luật Ưng rốt cục có phản ứng, chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua ngọc bội hình lan kia, chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên, lại liếc mắt nhìn ngọc bội một cái, thần chí chậm rãi quay lại, ngẩng đầu, trong lúc đó Ngạo Quân đang thống khổ giãy giụa, còn có Âu Dương Cẩn Hiên tựa hồ điên rồi.
Âu Dương Cẩn Hiên vừa thấy Âu Dương Cẩn Hiên, Gia Luật Ưng liền hoàn toàn tỉnh táo lại, cừu hận nhìn hắn, đều bởi vì hắn, phụ hoàng mới thay đổi, mọi người mới thay đổi, còn có quân, cũng bởi vì hắn, quân mới đối xử hắn như vậy. Gia Luật Ưng trong hồng mâu chứa đựng cừu hận nhìn Ngạo Quân từng trận kinh hãi, nhưng hiện tại việc chính yếu là phải đối phó huyết hồn này, đối phó thánh xích, Gia Luật Ưng không thể xuống tay với Cẩn Hiên ở phía sau. Cho đến lúc này, Ngạo Quân kiệt lực bảo trì thần trí của mình, dùng hết khí lực hô to, Gia Luật Ưng, là Mạc Quân ta thực xin lỗi ngươi, nhưng hiện tại không phải lúc, khí cực âm đã hội tụ, nếu không xuất thủ sẽ không kịp, Gia Luật Ưng, ngươi có nghe hay không, chỉ có ngăn cản thánh xích, Mạc Quân ta tùy ngươi xử trí. A, Ngạo Quân thống khổ kêu ai một tiếng. Quân, Gia Luật Ưng thấy Ngạo Quân thống khổ như thế, tâm cũng đau lên, tiến lên từng bước đau lòng kêu to nói. Bước từng bước, hắn lại ngập ngừng. Hắn lại nghĩ tới Mạc Quân là như thế nào lợi dụng tốt hắn, như thế nào lừa gạt hắn. Nhưng Mạc Quân, là ngươi thực xin lỗi ta, ta sẽ không để ngươi chết ở trên tay người khác, có chết cũng phải chết trong tay ta. Gia Luật Ưng dựa theo biện pháp lúc trước Ngạo Quân chỉ cho hắn, từ trong lòng xuất ra một cây sáo ngọc thổi. Tiếng sáo dũng mãnh bồi hồi làm bốn phía công kích Ngạo Quân và Cẩn Hiên huyết hồn chậm rãi tĩnh lặng, tất cả đều tụ lại ở trước mặt Gia Luật Ưng, quán khí tựa hồ yếu bớt không ít. Đáng giận, thánh xích mắng một tiếng, bởi vì vô luận hắn phát ra chỉ lệnh công kích như thế nào, huyết hồn cũng không phát động được, hoàn toàn không nghe lời hắn. May mắn hắn sớm có chuẩn bị. Công thánh xích tay lại vừa động, phát ra một chỉ lệnh công kích, từ phía sau hắn đột nhiên toát ra vô số huyết hồn, đồng thời tấn công đang thổi sáo Gia Luật Ưng. Bên kia huyết hồn sắp đánh tới, bên này là Gia Luật Ưng, Cẩn Hiên, Xích Ngọc, thánh xích cũng bắt đầu xuất thủ, Gia Luật Ưng sử dụng Hỏa Vân kiếm pháp, cả người giống như bị lửa vây quanh, Cẩn Hiên cũng là võ công lợi hại nhất, dùng hết toàn lực nghênh chiến, thánh xích từ đầu tới cuối đều thoải mái ứng phó, căn bản không đem bọn họ để vào mắt, mà Xích Ngọc võ công kém cỏi nhất, không đánh được một hồi đã bị Gia Luật Ưng một kiếm đâm trúng, té trên mặt đất, ôm miệng vết thương mặc dù không chết, nhưng không có năng lực đứng lên, đành phải nhịn đau nữa nằm trên mặt đất. Ha ha, thánh xích vừa đánh vừa cười, chưởng phong đảo qua, Cẩn Hiên và Gia Luật Ưng đều bị trúng chưởng, đồng loạt té ngã trên đất, ôm ngực nhổ ra một búng máu. Ha ha, cực âm đã đến, huyết hồn bát quái trận vĩ đại nhất đã chính thức ra đời. Ha ha, thần sát thần, ma sát ma. Ha ha, hai người đồng thời dùng hết công lực đánh vào bốn cây cột, cực lực phát ra một kích. Bang bang, bốn cây cột nháy mắt bắn ra hỏa hoa, chấn động rung chuyển, một cổ lực lượng cường đại phản vệ trở lại. Gia Luật Ưng và Cẩn Hiên vội vàng lấy kiếm chống đỡ, nhưng lực lượng quá lớn, hai người căn bản ngăn không được, bị đánh bay ra xa mấy trượng, ói ra một nguồn máu to, sắc mặt đều trắng bệch. Ha ha, thiên hạ phải tôn ta chí tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ha ha, thánh xích điên cuồng hô to trong không trung. Phải không? Ngạo Quân thanh âm lạnh lùng đối với thánh xích điên cuồng hỏi ngược lại. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Ngạo Quân, toàn thân đang bay lên, xoay tròn, bốn phía lập tức bị một dòng khí cường đại lay chuyển, thổi đến mọi người không mở mắt ra được, nội tâm đều thật khiếp sợ. Nội lực thật cường đại. Ngạo Quân toàn thân bay đến giữa không trung, từ bên hông rút ra Thiên Không Thần Kiếm, hào quang chiếu sáng toàn bộ trời đất hắc ám, giống như thần tiên hạ phàm đến cứu vớt thế nhân, tiêu diệt hắc ám. Thiên Không Thần Kiếm. Thánh xích không thể tin nhìn chằm chằm kiếm trong tay Ngạo Quân, trong mắt rốt cục xuất hiện kinh hoảng. Không có khả năng, Thiên Không Thần Kiếm như thế nào lại ở trong tay Mạc Quân? Không có khả năng. Ngạo Quân tay cầm Thiên Không Thần Kiếm, đem trăm năm công lực tụ tập trong tay, đối với con lợn chết này vung kiếm lên, xuất ra Thiên Không Thần Công, đất trung núi chuyển, bang bang phanh bính, một thanh âm cự bạo, giống như toàn bộ trời đất đều nổ tung, hỏa hoa bắn ra bốn phía, tan thành mây khói, bốn cây cột tất cả đều bị nổ thành bột phấn, khối tảng đá vỡ ra, huyết hồn làm người ta sợ hãi, năng lượng cũng đã yếu, dần dần trôi đi, mà huyết hồn Thương Liêu cũng dần dần có ý thức, bởi vì tất cả bọn họ đều vây quanh bốn phía Gia Luật Ưng bảo hộ hắn. Có thể bởi vì còn lòng kính ngưỡng nên không chịu biến mất. Lực lượng lúc nãy quá lớn, Ngạo Quân cho dù công lực thâm hậu có thâm hậu đến đâu, vẫn bị khí âm hàn gây thương tích, ngã trên mặt đất, ói ra vài miệng máu. Cẩn Hiên dãy dụa đi về phía y, nâng Ngạo Quân dậy. Quân, ngươi sao rồi? Ngạo Quân chống đỡ ngồi dậy, tự tin cười đạm nói, không có gì. Thật tốt quá, thần trụ đã bị hủy, huyết hồn cũng không còn uy hiếp. Hơn nữa thánh xích đã đem tâm mạch Thiên Can Bát Quái Trận đặt ở trong bốn cây cột kia, có thể nói huyết hồn Thiên Can Bát Quái Trận đã hoàn toàn bị hủy, hoàn toàn biến mất, nàng dù có chịu đau khổ lớn hơn nữa cũng đáng, nhưng thật sự đau quá a. Không,
Không thể, không có khả năng, thần trụ của ta, huyết hồn của ta, huyết hồn thiên can bát quái trận của ta. Không. A, thánh xích thần sắc thất thường rống to, nội tâm vô cùng kích động, hơn nữa hắn với bốn cây cột bị hủy có liên hệ với nhau, đột ngột quỳ trên mặt đất ói ra một nguồn máu. Trong trời đất lập tức giống nhau đình chỉ vận chuyển, tất cả mọi người lẳng lặng nhìn thánh xích vẫn bất động, cho đến khi Ngạo Quân nghĩ hắn đã trở thành người đá, thánh xích mới xoay người đứng lên, tóc buộc trên đầu, tất cả đều tản ra, theo gió bay lên, khóe miệng còn có vết máu, ánh ánh trong ngọn lửa thiêu đốt, trở thành một con quỷ khát máu. Mạc Quân, không, hẳn phải gọi ngươi là Lăng Ngạo Quân. Không thể ngờ được Lăng Ngạo Quân mà ta tìm kiếm bấy lâu nay luôn luôn là kẻ mình không coi ra gì, ha ha. Kỳ thật từ khi y giúp Quân Long Hiên lui lại, hắn nên nghĩ đến. Cẩn Hiên, Gia Luật Ưng đều khó hiểu nhìn thánh xích liếc mắt một cái, lại nhìn Mạc Quân đối với câu nói này không hiểu sao lại không phản ứng, không rõ vì cái gì thánh xích hội nói như vậy, hơn nữa vì cái gì Ngạo Quân lại có nội công bí hiểm như vậy, y rõ ràng không biết võ công, bọn họ chưa từng cảm nhận được y có nội công, vì cái gì lại đột nhiên lợi hại như vậy. Y rốt cuộc là người như thế nào? Mạc Quân thật sự không phải tên thật của y sao? Hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ đối với y căn bản là không biết gì cả. Hết phần 5, mời các bạn đón nghe phần 6. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn.